xin chào tất cả các chị yêu của shop nhà BM. Các chị yêu ơi, tối nay các chị yêu lại lên cùng em đang shop hình vào live cuối tuần. Chiều nay thì em có việc, thành ra là em cũng định lên đấy, nhưng mà có việc nên em không lên được, nên là các chị yêu lại lên với em Nga vào live tối nay nha các chị yêu nhá. Và em đang đầu live thì em đang make cho các chị yêu một mã quần jean vẩy cặp ba quy mẫu mới nhất của em Nga luôn, với chiếc áo len Montaki tay phối lụa rất là xinh, cực kỳ tuyệt vời như thế này. Trời ơi, khi em mặc cái cả một cái cây này lên em thấy hết dáng vô cùng luôn, tự dưng chân dài miên man và form lên rất là đẹp nhá. Nên chị yêu nào đang kiếm tìm cả một cái cây như em Nga đang mặc thì hãy lên cùng em nha, xuất sắc luôn các chị yêu. Chị yêu nào đang nhìn thấy em Nga, cho em Nga một nút tương tác, chia sẻ, ủng hộ đầu like giúp em đi ạ. Wow, cái quần siêu hách dáng luôn các chị yêu ơi. Quần em đang mặc nó là một chiếc quần jean vẩy, dáng khá là dài các chị yêu nhá, đẹp ngất ngây luôn ạ. Quần này thì màu đen em có đủ size từ 25 cho đến size 30, và em có màu xanh từ size 25 cho đến size 39 các chị ạ. Rất là đẹp và cực kỳ sang. Còn chiếc áo em đang mặc nó là một cái chiếc áo len Montaigne các chị yêu, nhìn cho em này. Ôi cái màu nó siêu đỉnh luôn. Siêu đỉnh luôn các chị ạ, siêu đỉnh và siêu đẹp. Kiểu áo rất là xinh luôn, độc sang lạ khác biệt, và em đảm bảo với các chị yêu là ít nhìn đấy các chị yêu nhá, bởi vì Montaigne mà phối lụa rất là đẹp, cực kỳ sang như thế này. Đã form dáng đẹp các chị yêu, nhìn cho em Nga này. Trời ơi em đứng ngay này, đứng nghiêng các chị ơi. Đấy, các chị yêu ngắm cho em nha, siêu đỉnh siêu đẹp luôn. Áo này thì em có 3 tông màu các chị yêu nhá, còn quần thì em có 2 màu. Chị đã nhận được áo màu matcha xanh rồi, đẹp lắm luôn á. Em cảm ơn chị Hằng Nguyên, cảm ơn chị yêu rất là nhiều luôn. Đây các chị yêu ơi, nên cho em cái chiếc áo này, rất là đẹp luôn. Thực sự những chiếc áo này nếu như mà các chị yêu không dinh bây giờ thì mấy nữa không thể nào có đâu các chị yêu. Bởi vì những cái dòng áo như thế này này, tầm này bây giờ các chị yêu còn mua được, chứ chỉ cần vài khoảng tầm một vài tuần nữa là các chị yêu muốn tìm áo này tại shop em không bao giờ có luôn nữa các chị yêu. Đấy ạ, nên những chị yêu nào đang kiếm tìm cho em Nga nhá, thì các chị yêu hãy lên đơn cùng áo này cho em Nga. Trời ơi nó đẹp sang xịn, xuất sắc đỉnh quá luôn. Áo này thì em có 3 phiên bản màu. Màu em đang mặc là màu nâu. Màu thứ hai là màu đen này, màu thứ ba là màu be nhá các chị yêu nha. Em có 3 màu cho các chị yêu lựa chọn. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh. Cái màu em đang mặc là cái phiên bản màu mới về này, xinh quá. Cái màu này em gọi là chanh xả luôn các chị ạ, nâu cà phê đậm nhá. Thiết kế phối với tay lụa này, các chị yêu nhìn cái tay lụa cho em. Trời ơi, nó đẹp ngất ngây. Chị nhận được hàng rồi, đẹp lắm, em cảm ơn chị Nga Giang. Trời ơi, toàn những feedback đầu like của các chị yêu vô cùng tuyệt vời. Đảm bảo các chị yêu, nếu như chị yêu nào mà chưa dinh được áo này, các chị yêu dinh đi ạ. Tại vì những cái dòng này á, mỗi lần em về không có được nhiều các chị yêu nhá. Rất tiếc những cái dòng như thế này á. Tại vì cái thời điểm này mà các chị yêu không mua những cái áo này thì mấy nữa các chị yêu muốn tìm mua là không có này, cái thứ nhất. Cái thứ hai là bản thân em Nga muốn về nhiều cũng không về được nhiều. Đấy ạ, cho nên nếu như chị yêu nào đang kiếm tìm cho em những cái chiếc áo rất là đẹp, cực kỳ sang, mặc lên form của nó rất là gọn gàng, cực kỳ nhẹ nhàng nhá, mềm mại này. Đấy ạ, dễ mặc, dễ phối đồ. Đây em đang đơn giản chỉ mix với một chiếc quần jean không thôi. Đấy ạ, các chị yêu đã thấy ạ, cái dáng của nó, cái form của nó và phong cách của mình mặc lên nó rất là sang, lịch sự. Nói chung là cái chiếc áo quá hoàn mỹ luôn. Đấy ạ, nên chị yêu nào đang kiếm tìm cho em chiếc áo em đang mặc thì lên đơn cùng em nhá. Áo khoác lông bao nhiêu một chiếc Nga ơi? À, chị yêu áo khoác lông nhà em Nga hình như em có mới up một mẫu, mẫu đấy hình như là 600 mấy thôi chị Nguyễn Thị Dung ạ. Em không nhớ 6 mấy nhỉ. Áo đấy là 650.000 gì đấy chị Nguyễn Thị Dung ạ. Đấy ạ, áo lông nhà em Nga có giá là 650. Quần đang mặc có màu bò chị Phạm Thu nhá. Quần em đang mặc có 2 màu. Áo em đang mặc thì em có 3 màu này. Em giới thiệu về áo nhá, sau đó em giới thiệu về quần. Phải ạ, chút xíu nữa em nói thật sự là tí nữa em lên cái quần nót lông nha. Chị yêu nào chưa mua thì mua ngay đi ạ. Thực sự là hôm nay em nổ inbox. Đấy ạ. Nếu như những chị yêu nào mà không mua quần đấy thì mấy nữa, đúng thực sự luôn. Khi mà nhà em, bởi vì những cái hàng này này, nhà em về là bao giờ em cũng về đợt đầu. Những cái hàng mà quần ấy, bao giờ em cũng về đợt đầu. Đến khi mai kia nó ra những cái hàng nhái rồi này, em sẽ không về nữa. Bởi vì sao các chị yêu biết rồi, những cái hàng xịn ấy, nó đẹp từ form đến chất, nó chỉ cần thay đổi một chút xíu đi là mình cũng đã không biết được đâu là hàng loại 1, hàng loại 2 luôn rồi. Cho nên bao giờ em cũng về những cái lô này cho các chị yêu là lô đầu tiên. Đấy ạ, cho nên là nếu như tí nữa chị yêu nào mà muốn mua quần lót lông nhá, quần lót nỉ của nhà em Nga thì các chị yêu lên dinh. Bởi vì nếu mà các chị yêu mà bỏ qua tầm này mấy nữa các chị yêu sẽ không, nói chung là lúc đấy giá trên thị trường các chị yêu không biết đâu phân biệt đâu là loại 1, loại 2. Vì đây nó đang là hàng loại 1 mới nhất luôn. Đấy ạ. Ôi, bây giờ em sẽ giới thiệu cho các chị yêu về chiếc áo này đã. Áo này của em Nga sẽ là mã M1 ngày hôm nay nhé. Quần sẽ là mã M2. Quần em đang mặc có 2 màu, màu đen và màu xanh. Còn áo em đang mặc thì có 3 màu. Màu nâu đậm này, màu be này, màu nâu đậm này, màu nâu đậm này. Đấy ạ, màu em gọi này, cái này là màu nâu đậm nhé các chị yêu nha. Màu này em gọi là màu be đi, nâu đậm, be.
và màu đen, ba màu, màu nào cho em cũng đẹp, màu nào cho em cũng xuất sắc, cực kỳ đỉnh và rất là mê. Áo của em Nga nó là chất liệu Montegi pha lụa, rất là sang, cực kỳ xịn. Nên chị yêu nào đang muốn kiếm tìm cho em Nga chiếc áo len Montegi cao cấp hàng chính hãng của FCL như thế này thì các chị yêu hãy nhanh tay lên đơn cho em Nga nha. Đây, các chị yêu nhìn kỹ cho em Nga này. Đây ạ, chất liệu cho em Nga nhìn gần nhá. Thoải mái quay trong máy giặt cho em Nga, không sợ bay, không sợ xù luôn ạ. Chị ngày làm mà không gì ạ, thâu gọi chốt đơn. Chị Tươi Phạm, chị ngày làm mà không thấy gọi chốt đơn là thế chị Tươi Phạm. Để em kiểm tra đơn của chị Tươi Phạm nhá. Nếu chị Tươi Phạm là khách cũ bên nhà em Nga đã từng đi đơn một lần rồi thì nhà em Nga sẽ tự động lên đơn mà không gọi điện chốt đơn nữa. Rồi, chiếc áo đầu lai của em Nga đang mặc sẽ là mã M1. Em chốt bao vừa cho các chị yêu từ 45 cân cho đến 65 cân đổ về em chốt đơn. Chị yêu nào lấy áo của em Nga thì nhanh tay chốt đơn ạ. Kẻo không có hàng đâu các chị yêu nhá. Nên chị yêu nào lấy chốt đơn bao giá, bao form, bao chất rất là đẹp, nhận hàng, kiểm tra hàng giúp em Nga. Comment cho em đúng cú pháp là M1 màu nâu đậm em đang mặc, màu be và màu đen, màu nào cho em cũng đẹp. Chất liệu Montegi phối lụa cao cấp rất là sang xịn, hàng chính hãng luôn. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga. Mức giá cho em Nga là 330.000 cho em áo này thôi. Áo này của em Nga chỉ có mức giá là 330.000 nhưng các chị yêu sẽ thấy ạ, đẹp sang xịn từng chi tiết một luôn. Các chị yêu nhìn cái chất liệu cho em Nga này. Đây là cái phần mà là cái phần chun ở phần tay các chị yêu nhá. Đây, len ở tay mà các chị yêu nhìn cho em Nga nhá, cận chất luôn. Đấy ạ, chất liệu lụa này, các chị yêu nhìn cho em Nga. Cái họa tiết ạ, chất liệu lụa của nó rất là mềm, cực kỳ mịn. Mặc lên rất là sướng luôn và với cái thiết kế là hai cái phối lụa bên cạnh sườn như thế này. Đấy ạ, thì các chị yêu sẽ thấy ạ, dáng chị em mình khi mặc lên nó rất là gọn gàng. Đấy, mặc lên rất là gọn gàng, lịch sự và cực kỳ sang các chị yêu nhá. Và em đang mặc màu đầu tiên nó là màu nâu đậm. Đấy, màu nâu đậm các chị yêu nhá. Màu nâu đậm, màu thứ hai là màu be và màu thứ ba là màu đen, đủ size cho các chị yêu đến 65 cân. Đấy ạ, đổ về là các chị yêu mặc đẹp cho em nha. Rất là sang, cực kỳ xinh và form của nó siêu đỉnh luôn. Và những chị yêu nào đang kiếm tìm cho em một cái chiếc áo len Montegi mà tay phối lụa như thế này thì các chị yêu nhanh tay chốt đơn cho em nha, đừng bỏ qua các chị ạ. Những cái dòng này bây giờ các chị yêu không mua thì chỉ cần vài 1-2 tuần nữa các chị yêu muốn tìm là không có đâu. Rất là đẹp luôn bởi vì đây là vòng dòng tay len Montegi phối lụa các chị ạ. Không phải lúc nào cũng tìm mua được. Riêng những cái dòng mà kết hợp cái sự kết hợp hài hòa giữa Montegi và lụa không phải lúc nào chị em mình cũng tìm được đâu. Nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn nhá. Em đang mặc là màu nâu, màu be và màu đen. Màu nào cho em cũng đẹp và chị yêu nào lấy màu nào cứ comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn ạ. Ok, màu be dồn đơn sáng nay cho chị nhé. Ok, chị Trịnh Tâm một màu be em chốt đơn. Chị yêu nào lấy thì cứ comment cho em nha. Áo có giá là 330.000 em chốt đơn đây ạ. Đẹp lắm luôn. Đây, các chị yêu ngắm kỹ cho em Nga nha. Form dáng từ trong full bóc túi mà các chị yêu đã thấy cái chất của nó đẹp như thế này rồi. Đảm bảo các chị yêu nhận hàng là mê cho em Nga. Chất rất là mềm, cực kỳ sang xinh. 65 cân đổ về em chốt đơn. Áo có mức giá là 330.000 thôi ạ. Rồi còn quần em đang mặc nhá. Chị yêu nào lấy áo cứ comment áo ạ. Comment áo cho em Nga số lượng về. Mỗi màu em về không được nhiều đâu. Nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay. Ok, màu nâu đậm cho chị Nguyễn Dương. Đây ạ, Nguyễn Duyên ạ. Các chị yêu lấy đi ạ, nhanh tay đây ạ. Không có nhiều đâu các chị yêu nhá. Đấy ạ, chậm tay là hết đấy các chị yêu ạ. Bởi vì những cái dòng này em muốn lấy cũng không phải lúc nào em cũng lấy được nhiều. Ok, chị Nguyễn Duyên một màu nâu đậm em đang mặc này. Em ơi, chị đặt áo gió 499.000 năm hôm rồi mà chưa nhận được. Em kiểm tra đơn của chị Loan Hoàng xem có bị sót đơn của chị Loan Hoàng không. Chị Nguyễn Thị Tâm màu nâu nữa này. Ok ạ, à, màu nâu đậm cho chị Trần Luận này. Chị Trần Luận một nâu đậm này. Chị Nguyễn Thị Tam một nâu đậm này. Em đang mặc là nâu đậm nhá. Chị yêu nào lấy nâu đậm chút nâu đậm. Chị Duyên Phạm một nâu đậm ok này. Chị Lan Hương chị vứt ra chưa nhỉ? Chị Lan Hương chưa vứt đúng không ạ? Chị Lan Hương một nâu đậm này. Đấy, ok, chị Lan Hương một nâu đậm này. Chị yêu nào lấy nâu đậm em đang mặc thì nhanh tay chốt đơn. Mức giá cho em Nga là 330.000. Đẹp, sang, xịn, màu nào cho em cũng đẹp ạ. Chị Nguyễn Nguyễn một màu nâu ok ạ. Chị Nguyễn Nguyễn, chị Bùi Thị Thanh Yến một nâu đậm này ok ạ. Chị Nguyễn Nguyễn này. Chị Nguyễn Nguyễn một nâu đậm này. Chị yêu nào khách mới nhớ cho em xin số điện thoại nhá để em Nga có thể chốt được đơn ạ. Duyên Phạm nâu đậm nữa. Chị Duyên Phạm nâu đậm nữa ạ. Chị Duyên Phạm nâu đậm này. Ok ạ, à, màu nào cũng đẹp. Các chị yêu lên lấy cả hai màu đi ạ. Màu nâu. Chị còn hai chiếc cuối cùng nữa rồi. Nâu đậm còn hai chiếc cuối cùng. Chị Nguyễn Thị Tam vui lòng inbox vào trong trang chuyển khoản giúp em Nga nhá. Em đến chỗ lấy đi, chị sẽ mặc sang màu khác luôn. Em mặc sang màu đen luôn nha. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn ạ. Em mặc sang màu đen, em chốt màu nâu đậm. Màu đen nữa để cho các chị yêu có thể ngắm nha. Màu nào cho em cũng đẹp. Chị Trần Luận màu một nâu ạ.
Đây ạ. Em cứ đọc cho các chị. Ok ạ. À. M1 màu be đúng không ạ? Chị Lan Hoàng, chị Lan Hoàng là lấy M1 màu be đúng không ạ? Đây em mặc màu đen đây chị Lê Uyển ơi, em mặc luôn màu đen đây. Chị Lan Hoàng M1 màu be cho chị Lan Hoàng này. Em mặc luôn màu be này. À, em mặc luôn màu đen đấy ạ. Em nói thật sự là áo này màu gì của em cũng đẹp. Bởi vì mông tơ ghi các chị yêu nhìn cho em nha. Trời ơi mặc nó hách dáng vô cùng luôn. Các chị yêu nhìn em nha, không bao giờ là các chị yêu nghĩ là em mặc cả cây này, em cao có 1m54 đúng không các chị yêu? Em cao có 1m54 đấy. Bản thân em là người mặc lên nhưng mà em cũng còn thấy bản thân em tự dưng em thấy người của em nhá, rất là cao luôn. Cái quần này chờ chút xíu em sẽ giới thiệu về quần. Bởi vì cái quần này sau khi em mặc xong em thấy chân em nó dài miên man, hách dáng vô cùng và quá tuyệt vời. Các chị yêu nhìn cho em nha. Chiếc áo với cái bản eo to như thế này nó giúp cho cái vòng eo của em nha rất là nhỏ gọn các chị yêu nha, hách chân, hách dáng. Form rất là đẹp và cực kỳ xinh. Màu em đang mặc là màu đen đấy các chị ơi. Quá đẹp, quá sang, quá xinh cho em nha. Và màu nào cũng lấy, màu nào cũng rất là đẹp nhá. Chị Lộc Phát Xuân một màu nâu đậm đã chốt cho em rồi. À hả? À thế à? À em đọc coi các chị yêu đi. M1 của em Nga là hàng free size 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. Chị Lan Hoàng M1 màu be ạ. Lan Hương M1 màu nâu ạ. Okay chị Trần Luận M1 màu nâu. Okay chị Nguyễn Thị Tam M1 màu nâu yêu cầu chuyển khoản ạ. Okay ạ. Chị Tâm M1 be. Chị Nguyễn Duyên M1 nâu. Chị Duyên Phạm M1 nâu ạ. Okay chị Lan Hoàng M1 be ạ. Okay Thúy Kim M1 nâu. Chị Lộc Phát Xuân M1 nâu. Okay ạ. Chị Tươi Phạm M1 nâu. Chị Nguyễn Luyến M1 nâu và chị Bùi Thị Thanh Yến M1 nâu ạ. Okay ạ. Các chị M1 nâu, chị Lộc Phát Xuân có rồi nhá. Chị bây giờ em chốt màu đen này, chị Nguyễn Lương M1 màu đen này, chị Oanh Tuyến Nguyễn M1 màu đen này, màu đen đẹp lắm luôn các chị yêu ơi, không phải nghĩ luôn ạ, 45 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn, màu nào cho em cũng đẹp. Em có M1 màu nâu đậm không chị Thúy Kim chốt chưa nhỉ? Thúy Kim có rồi nhá, M1 cho chị Lê Hòa màu đen em chốt đơn, màu nào cho em cũng đẹp các chị yêu đấy nhá, màu nào cũng đẹp đi ạ, số ơi nó hách dáng vô cùng, quá là xa. Ok chị Oanh Tuyến Nguyễn rồi ạ. Chị Lê Hòa đen rồi này. Chị Hương Mai đen ok này. Đổi cho chị sang màu đen, chị Tươi Phạm đổi đen này. Ok ạ. Chị Tươi Phạm em đổi đen này. Màu gì cho em cũng đẹp. Riêng áo này các chị yêu không phải nghĩ luôn ạ. Ok ạ. Cho chị một màu đen, chị Mừng Phạm một màu đen này. Ok chị Mừng Phạm một màu đen em chốt đơn này. Chị Oanh Tuyến Nguyễn M1 màu đen em chốt đơn rồi nhá. Đấy, chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn cho em nha. M1 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại em chốt đơn. Áo của em Nga có mức giá 330.000 nhưng mà không phải lúc nào các chị yêu cũng dinh mua được cái áo kiểu tay mông tơ ghi phối nụa như thế này đâu các chị yêu, nó quá đẹp, quá sang, quá xịn luôn. Chất liệu này, kiểu dáng này, trời ơi cái cách phối của nó làm cho chị em mình mặc lên cực kỳ gọn gàng, nhẹ nhàng, thanh thoát và nên rất là hách dáng các chị yêu nhá. Ok chị Lê Uyển một màu đen ạ. Áo này của em Nga em chốt đến 65 cân, đẹp, sang, đơn giản, nhẹ nhàng, không cầu kỳ, không diêm rúa nhưng mà lại cực kỳ lịch sự và rất là xa luôn. Ai mặc cho em cũng đẹp, dễ mặc vô cùng. Cách phối của nó quá đỉnh cao luôn nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhá. Comment cho em đúng cú pháp em chốt đơn. Chị Lê Uyển một màu đen 59 cân em chốt đơn ạ. Chị yêu nào muốn lấy thì nhanh tay comment cho em Nga nhá. Đúng cú pháp là M1 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại. Đảm bảo chiếc áo này sẽ làm hài lòng tất cả các chị yêu. Đấy ạ, mặc lên là mê, mặc lên là đẹp. Trời ơi cái thiết kế của nó với cái hai cái đường lụa như thế này các chị yêu thấy không ạ? Trời ơi mặc lên quá gọn gàng, quá nhẹ nhàng và cực kỳ xinh xinh rồi. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Đây các chị yêu em đứng gần nhá để các chị yêu cảm nhận được này. Chất liệu lụa này rất là nhẹ, cực kỳ bay và ở đấy chất mông tơ ghi các chị yêu nha. Thoải mái co giãn đàn hồi cho em Nga rất là xinh. Quá đẹp quá sang cho em chiếc áo này rồi. Nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn nhá. Comment cho em đúng cú pháp là M1 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại em chốt đơn. Màu đen chị yêu nào nhanh tay thì được ạ. Đấy ạ, bây giờ em sẽ sang màu be là màu cuối cùng nha. Màu đen chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn cho em nha. Bây giờ em sẽ sang màu be ạ. Rồi em sẽ giới thiệu về quần nha. Màu be màu nào cho em với áo này cũng xinh nha các chị yêu. Chỉ có mức giá là 330.000 thôi nha các chị yêu. Trời ơi áo này màu gì cũng xinh, ba màu xuất sắc đỉnh. Chị yêu nào thích cứ dinh cho em Nga cả hai màu để thay đổi ạ. Chị Thảo Hà M1 đen ạ. Ok ạ. Nguyễn Ngọc M1 đen. Ok ạ. Chị Đặng Hương M1 đen ạ. Ok ạ. Chị Hoàng Long Bùi M1 đen ạ. Ok ạ. Chị Huệ Nguyễn Thị M1 đen ạ. Ok ạ. Bùi Thị Thanh Yến lấy cả màu đen và nâu ạ chị. Chị Thanh Yến là lấy cả hai màu đúng chị Thanh Yến. Chị Nam Kiều M1 đen ạ. Ok ạ. Thu Hường M1 đen ạ. Ok ạ. Chị Huệ Nguyễn Thị M1 đen chốt rồi ạ. Rồi ạ. Chị Dương Hoàng Kiều M1 đen ạ. Ok ạ. Đẹp quá các chị yêu ơi. Chị Hoàng Long Bùi M1 màu đen em này. Ok ạ. À. Đấy ạ, à, đẹp lắm luôn các chị yêu ơi, màu em đang mặc là be đây ạ. À. Áo này em nói thật sự
ba màu xuất sắc đẹp nhất. Áo này không có màu nào các chị yêu không mê. Khi mà các chị yêu thấy mà em mặc từ màu nâu đậm này, màu đen chuyển qua đen, xong đó chuyển qua ve, đúng các chị yêu. Đấy ạ, các chị yêu đều thấy nó hoàn hảo xuất sắc luôn. Càng mặc lên các chị yêu sẽ thấy càng đẹp. Trời ơi, các chị yêu sẽ bảo Nga ơi, cái áo này nó quá đẹp luôn, chị không biết chọn màu nào bây giờ nữa. Chả nhẽ chị lại lấy cả ba màu Nga mặc à? Em khẳng định sẽ có chị yêu thốt lên như vậy luôn. Bởi vì nó quá là đẹp luôn, các chị yêu sẽ thấy mặc nó đơn giản vô cùng. Áo này của em không cầu kỳ nhá. Nhưng các chị yêu nhìn cho em cái chất liệu này, cái phần tay này, chất liệu len này, len mông tư ghi cho em ở phần tay này. Rất là đẹp nhá các chị yêu. Đấy ạ, các chị yêu nhìn cận chất cho em nha. Đấy ạ, và tay lụa nhá, lụa rất là mềm. Các chị yêu sờ là biết ạ. Đây, phần cổ này, logo đính một cái em CD rất là nhỏ tang như thế này thôi. Form rất là đẹp và cực kỳ xinh. Nên chị yêu nào đang kiếm tìm cho em chiếc áo này thì nhanh tay chốt đơn. Màu em đang mặc nó là màu, em gọi nó là màu be đi các chị yêu nhá, cho nó lệch với cái màu nâu đậm kia. Đấy, nên chị yêu nào lấy màu cuối cùng của em Nga là màu be 65 cân đổ về thì em chốt đơn. Thì các chị yêu cứ comment cho em đúng cú pháp để em Nga lên đơn ạ. Màu em đang mặc là màu be các chị yêu nhá, mức giá cho em Nga 330 thôi ạ. Rồi ạ. Chị Lê Uyển mà một màu đen em chốt rồi ạ. Bữa trước chị lấy hai bộ rồi, ok chị Lê Uyển khách cũ ạ, rồi ạ. Chị Hương Hoàng Thiều mở một màu đen, ok rồi ạ. Chị yêu nào lấy của em Nga đang mặc màu be thì các chị yêu comment cho em Nga. Bây giờ em sẽ giới thiệu về quần này. Bởi vì cái quần này rất là đẹp. Các chị yêu thấy em mặc áo đã đẹp rồi đúng không ạ? Nhưng các chị yêu sẽ phải nhìn thấy em mặc cái quần này. Đấy ạ, nó đẹp như thế nào, nó sẽ tôn lên được cái áo này bao nhiêu các chị yêu nha. Đây, chờ em chút xíu ạ, để em đẩy cái này bởi vì comment của em bắt đầu bị ẩn. Chị Trần thì dung mở một đen ạ. Ok ạ. Bùi Thị Thanh Yến là chỉ lấy màu đen thôi đúng không ạ? Chị Bùi Thanh Yến là lấy mỗi màu đen thôi đúng không ạ? Chị Việt Nguyên mở một màu đen ạ. Chị Bùi Thanh Yến là đổi nâu nhé em. Tức là chị Bùi Thị Thanh Yến là lấy nâu đúng không ạ? Đầu chốt nâu sau lại chốt đen. Chị Bùi Thị Thanh Yến là lấy nâu hay đen thì comment lại hộp em với ạ. Chị Việt Nguyên mở một màu đen, ok ạ. Áo này rất tiếc em lại không có size đến 70 cân mất rồi. Áo này rất tiếc em lại không có size đến 70 cân mất rồi chị yêu ạ. Em có size đến mà 65 cân thôi. Rất tiếc là em không có size đến 70 cân. Hôm trước áo gió của chị bị chật, mai chị gửi lại em nhé. Ok, chị gửi lên bên em đổi size cho chị Lan Kiều nhá. Chị Lan Kiều ấy, áo mà bị cướp cứ gửi lên bên em đổi size cho chị yêu. Rồi, còn bây giờ em sẽ giới thiệu về cái quần em đang mặc. Đây, em nật cái áo lên để giới thiệu cho các chị yêu cái quần. Tại vì cái quần này nó đẹp lắm luôn các chị yêu ơi. Các chị yêu nhìn rõ cho em cái quần nhá. Quần em đang mặc này, nó là quần bản cạp 3 khuy. Các chị yêu nhìn thấy không ạ? Em nật cái áo lên là các chị yêu đã nhìn thấy được cái dáng cái quần. Cái quần này nó là một chiếc quần jean cao cấp và em có hai phiên bản màu các chị yêu nha. Màu em đang mặc ở đây nó là màu đen. Và màu thứ hai là màu xanh cho em Nga nhé. Ô, cái màu xanh Nga. Chị vừa bỏ cái màu xanh đâu nhỉ? Đây ở đây. Đây ạ. Quần em đang mặc có đen và xanh các chị yêu ơi. Em có hai màu cho chiếc quần này. Và quần này em đang mặc là size 27 các chị yêu nha. Nó là một chiếc quần jean bản cạp 3 khuy. Dáng vẩy nhá, siêu hách dáng luôn. Đây ạ, quần em có hai bản cạp luôn. Rất là đẹp, màu nào cho em cũng xinh, màu nào cho em cũng đẳng cấp và cực kỳ mê. Chị yêu nào đang kiếm tìm cho em Nga một cái chiếc quần jean vẩy ạ, siêu hách dáng, mặc lên là gọn, cao, hách dáng vô cùng thì các chị yêu lên cho em Nga. Mã quần này sẽ là mã M2 các chị yêu nha. Đấy ạ. Quần này của em Nga cao 1m54, nặng hơn 55 cân, vòng eo của em Nga là 75-76 á, mông em Nga là 95-96 các chị yêu nhá. Em đang mặc quần này là size 27, size 25 dành cho các chị yêu dưới 49-50 cân đổ về mặc cho em quần này size 25. Size 26 dành cho các chị yêu dưới 54-55 cân đổ về mặc cho em size 26. Size 27 em Nga đang mặc dành cho các chị yêu dưới 59-60 cân. Size 28 dành cho các chị yêu dưới 64-65 cân. Size 28 các chị yêu lên lấy 64 cân thôi. Vì các chị yêu càng đậm người các chị yêu lên lấy giảm đi cho em một cân, mặc nó sẽ đẹp hơn đối với quần vẩy nhá. Quần baggy thì em không giảm, nhưng quần vẩy thì các chị yêu lên lấy size cho em tư vấn. 27 là dành cho 27 là dành cho các chị yêu khoảng tầm 59-60 cân. 28 dành cho em dưới 64 cân em chốt đơn. Size 29 dành cho các chị yêu đến 68 cân đổ về chốt đơn cho em Nga size 29. Và 72-73 cân đổ về các chị yêu chốt đơn cho em quần này màu đen size 30 nhá. Và màu xanh thì em có size tương tự 25-26-27-28-29 dành cho các chị yêu 68 cân đổ về chốt đơn quần jean vải cho em màu xanh. Mức giá cho em Nga này, quần em Nga đang mặc này, em lên giá nhá, bao giá toàn quốc cho các chị yêu luôn. Màu đen lên đơn cho em Nga là mã M2, màu đen giá là 500.000. Màu xanh lên đơn cho em Nga mức giá, màu xanh này em nhập đắt hơn là 35.000 một chiếc quần. Em nói thật sự luôn, nhưng em dành cho các chị yêu mức giá quần này á, quần này ai lấy màu xanh là em đang bán là
rẻ hơn màu đen là 5.000 ạ. Lên cho em Nga quần màu đen, màu xanh là 530.000, màu đen của em Nga là 500.000. Đấy ạ, chị yêu nào lấy thì cứ comment cho em đúng cú pháp là đen hoặc xanh em chốt đơn nha. Đen 500.000 và xanh của em Nga có mức giá là 530.000. Bao giá, bao form, bao chất toàn quốc luôn. Riêng quần jean em bao form, bao giá toàn quốc luôn. Các chị yêu nhìn cho em cái cạp nha. Cạp của em Nga nó là cạp ba khuy nên mặc lên nó rất là tôn dáng, hách dáng và cực kỳ tuyệt vời. Đâu, các chị yêu nhìn cho em cái bản cạp này. Các chị yêu nhìn kỹ cho em gần ạ. Cái bản cạp này nó giúp cho chị em mình mặc lên ạ. Mặc lên nó rất là thu gọn vòng eo các chị yêu nhá. Và cái khuy này các chị yêu ơi, nó không khác gì một cái nẹp luôn. Đấy, cái quần của em Nga đang mặc như thế này, cạp ba khuy này nên mặc nó không khác gì một cái nẹp luôn các chị yêu nhá. Nên nó làm cho cái vòng eo cảm giác chị em mình mặc lên nó rất là nhỏ gọn, thon gọn như thế này. Xinh không các chị yêu? Rất là đẹp và cực kỳ tuyệt vời luôn. Nên chị yêu nào đang kiếm tìm cho em Nga một cái chiếc quần jean vẩy này. Và quần jean vẩy này thì em thấy nó khá là dài đấy. Chị yêu nào mà thấp chắc chắn chị em mình cắt gấu đi. Em đang thấy nó khá là dài. Đấy, em sẽ đo chiều dài của quần này nhá. Cho nên những chị yêu nào cao, các chị yêu có thể chốt được cho em quần này. Mức giá cho em Nga màu đen là 500 và màu xanh là 530.000 nhá. Chị yêu nào lấy cứ comment cho em nha. Hàng chính hãng của VKBL, quần jean cao cấp bản cạp ba khuy, hách dáng vô cùng, mức giá đảm bảo, bao giá toàn quốc luôn ạ. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em nha. Comment cho em đúng cú pháp là M2 bản đen hoặc bản xanh em chốt đơn. Quần này của em Nga chiều dài của size 27 em đang cầm ở đây nó có chiều dài khoảng tầm 96-97 phân. Có nghĩa quần này không phải là quần 90 phân. Cho những chị yêu nào mà cao 1m50 hay cao 1m như em Nga, nếu không đi giày cao như này các chị yêu về hoàn toàn cắt gấu. Chính vì thế cho nên cái quần này những chị yêu nào mà cao từ trước giờ không mua được quần jean vẩy á, vì thường quần jean vẩy nó chỉ rơi vào tầm 90 phân là chủ yếu đúng không ạ? Thì hôm nay các chị yêu thoải mái cho em cái quần này đi ạ. Nó quá đẹp. Bảo vì sao mà em thấy là khi em mặc cái quần này đầu tiên em ạ, trời ơi em thấy em hách dáng vô cùng luôn. Tức là khi em mặc em chưa bắt đầu em chưa lên nai đâu các chị ạ. Em bảo sao cái quần này hôm nay của em mặc em cảm giác cái chân em nó dài vô cùng luôn. Hóa ra cái quần này nó dài 95, 96, 97 phân. Cho nên nó che hết được cả cái phần ở giày của em nha. Đấy ạ, chính vì thế em ăn gian được cái phần bản cạp này. Cái quần này nó là cạp ba khuy, em ăn gian được cái phần bản cạp này, chân em nó dài ra này. Thứ hai là em ăn gian được cả cái phần dài của cái quần này nữa. Thành ra là bảo sao cái chân của em Nga nó rất là dài các chị yêu nhá. Quần này làm cho các chị em mình cảm giác mặc lên nó rất là hách dáng và thu gọn eo luôn. Nên những chị yêu nào đang kiếm tìm cho em Nga một chiếc quần jean vẩy như em Nga đang mặc thì nhanh tay chốt đơn ạ. Mức giá cho em Nga bao giá toàn quốc nhá. Riêng quần jean này em bao giá toàn quốc luôn. 500.000 cho bản đen và 530.000 cho bản xanh. Chị yêu nào lấy quần cứ comment cho em là M2 màu xanh hoặc màu đen. Giá thì em báo rồi. Size màu xanh thì dành cho các chị yêu đến 68 cân đổ về em chốt đơn. Size màu đen thì em có đến size 30 dành cho các chị yêu đến 72 cân đổ về em chốt đơn. Những chị yêu nào cao không phải suy nghĩ về chiều dài của quần này nữa. Còn những chị yêu nào thấp thì vui lòng về cắt gấu đi cho em Nga nhé. Đẹp sang xịn chất ngất luôn. Đấy ạ, rất là đẹp nên chị yêu nào lấy chốt đơn. Rồi ạ, đây là quần M2 ạ. Mức giá chị yêu nào lấy quần M2 thì cứ comment cho em M2 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại em chốt đơn. Quần là quần jean các chị yêu nhé. Thử quần xanh đi chị mặc size nào? Em đang mặc quần này là size 27 chị Phạm Thu ơi. Quần này em đang mặc là size 27 ạ. À, quần của em Nga đang mặc là quần jean, áo em đang mặc là mã M1 nhá. À, áo gió nhà em Nga có rất là nhiều loại cho nên là chị lấy áo gió loại nào thì báo em. Những cái quần này không phải lúc nào các chị yêu mua, đặc biệt là những chị yêu nào mà hay tìm quần cho em Nga có chiều dài là 92 phân, 93 phân, 94 phân, 95 phân. Những chị yêu nào mà hay hỏi em Nga là Nga ơi có quần jean vẩy nhưng mà phải là dài không ý? Thì đây ạ, đây chính nó đây ạ. Chưa, thực sự là quần jean vẩy dài này rất là hiếm luôn. Đây là một trong những cái mẫu ít khi có. Nếu mà các chị yêu để ý nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhá. Comment đúng cú pháp là M2 em chốt đơn. Rồi à, chị Lê Thủy một M2 màu đen size 26 à, gửi cùng hai bộ giúp chị nhé. À, kiểm tra đơn của chị Lê Thủy rồi gộp đơn cho chị Lê Thủy nhá. Quần em đang mặc là màu đen, mã M2, áo 75 cân vừa không chị Vân. Chị Vân Trần KS ơi, áo này của em Nga thì bao vừa đến 65 cân thôi. Rất tiếc áo này em không có size cho đến 70 cho đến 75 cân nha. Bây giờ em sơ vin lại để các chị yêu ngắm này. Rồi ạ, à, sau đó thì em sẽ qua mã áo này. Chờ em chút xíu nha. Rồi. Chị Bừng Phan M2 màu đen ạ. Ok ạ. Chị Mừng Phan vui lòng inbox vào trong trang chuyển khoản giúp em nha. Chị yêu nào mà phải chuyển khoản thì inbox vào trong trang của em. Đây. Chị Phạm Thu 1m58 54 cân thì cho xin lên vòng eo ạ. À, 1m58 mà nặng 54 cân mặc cho chị quần size. À, chị Phạm Thu ơi, chị eo khoảng tầm bao nhiêu ạ? Nếu mà eo nhỏ thì mặc cho em quần này size 25 thôi. Eo mà mông nhỏ thì mặc cho em 25, mà eo mà mông đậm ấy mặc thoải mái như em Nga mình lấy 27 thôi nhá. Em đang mặc quần này là size 27. Đây ạ. Các chị yêu nhìn quần cho em Nga. Quần này siêu đỉnh luôn các chị yêu, ngắm cho em này. Cái thắt lưng này, tạp này.
thích vô cùng luôn, xịn sò luôn cho em Nga nhá, siêu chất luôn á. Cạp ba quy quá là đỉnh luôn. Điểm em này thì không có một điểm gì để chê luôn, hách dáng á, sơ vi nên rất là hách chân vô cùng. Em đang mặc là bản màu đen nhá, nên chị yêu là lấy chút đơn. Em Nga ơi còn bộ đỏ không? Chị Trần Thị Minh Tuyết ơi, chị lấy bộ màu đỏ màu gì đấy ạ? À mã gì đấy ạ? Inbox vào trong trang em còn nhá. Chị Mừng Phan 62 cân cao 1m55 thì mặc quần này cho em size 28 ok ạ. Inbox vào trong trang eo 70 nhưng người to ngang. Chị Phạm Thu cao 1m54 nặng 50. Eo người to ngang nhưng mà chị đậm ở phần trên hay phần dưới ạ? Chị đậm ở ngang, chị ngang là ngang vai trên hay là ngang vai dưới ạ? Nếu eo 72 chị hoàn toàn mặc quần này được cho em size 26. Đấy ạ. Nếu em 72 chị hoàn toàn mặc được quần này cho em size 26 nhá. M2 size 28 cho chị Thi Đoàn Vũ. Các chị yêu nào pin em đi. Quần này quá đẹp luôn mà không phải lúc nào cũng dinh được cái quần này đâu. Những cái quần mà em Nga đang mặc như thế này là cực hiếm luôn đấy. Những cái quần như thế này của em Nga đang mặc là cực hiếm luôn. Các chị yêu để ý em lên cho các chị yêu rất nhiều những mã quần jean. Đúng không ạ? Quần jean vẩy nhưng mà chưa có mẫu nào quần của nó có cái chiều dài như thế này. Đấy ạ, bản cạp của nó là cả một cái quy, chất jean của nó mềm, có co giãn, mặc sướng vô cùng. Trong Nam ngoài Bắc mọi miền Tổ quốc các chị yêu đều mặc luôn cho em nha. Và thực sự cái quần này các chị yêu nhìn thấy em Nga mặc thế nào ạ? Hách dáng không các chị yêu? Cảm giác cái chân của em Nga ấy, em ăn gian cái quần này, em ăn gian chiều cao phải lên đến tận 10 phân luôn các chị yêu nhá. Cái quần này em cảm giác em ăn gian được đến đúng 10 phân luôn nhá. Bình thường em ăn gian chiều cao của những quần em chỉ ăn gian được khoảng tầm 3 đến 4 phân đã gọi là giỏi rồi. Nhưng cái quần này em phải cảm giác là em cao nên ăn gian chiều cao đến gần chục phân luôn. Và các chị yêu không bao giờ nghĩ em Nga chỉ cao có 1m54 đâu. Đấy ạ, em đảm bảo khi em mặc như này các chị yêu không hề nghĩ em Nga cao có 1m54 đâu. Bởi vì cái quần này nó hách dáng vô cùng. Tại vì nó hách phần eo của em Nga. Eo của nó là bản cặp ba khuy, đấy ạ, bản cặp to như thế này. Nên là khi mà chị em mình mặc lên ấy, nó là cặp cao, nó hách eo đấy ạ. Nên chị em mình lúc đấy không cảm giác eo nó là ở phần này nữa, mà eo của em Nga là nó tận đây. Nên chân của em Nga nó sẽ dài từ đầu này đấy ạ, cho đến cái quần ở phần dưới nhá. Nên cực kỳ xinh đấy ạ. Nên chị yêu nào đấy thì chốt đơn ạ. Chị Trần Thị Tuyết lấy bộ gì thì cứ inbox vào trong trai nhá. Em còn ạ, chiều dài quần của em Nga là 96-97 phân đấy. Chị Xuân Diệu ơi, quần dài của em Nga đang là 96-97 phân. Chị thử hộ chị thử xanh hộ em nha. Ok chị Phạm Thu, em sẽ mặc xanh đây ạ. Ok chị Thanh Ngát M2 ạ. Chị Vũ Loan 51 cân thì mặc xanh nào. Chị Vũ Loan đây 51 cân thì mặc cho em quần này size 6 ạ. 51 cân thì mặc quần này cho em chuẩn size 26 nhá chị Vũ Loan nha. Đấy ạ, chị Vũ Thị Thế cho chị quần M2 màu đen. Chị 60 cân, eo 80 có vừa không? Nếu eo 80 mà 60 cân thì mặc quần này cho em size 27 à 28 vừa xinh luôn chị Vũ Thị Thế nhá. Các chị yêu yên tâm đi ạ, quần này em có size đến tận 72. Các chị yêu phải tin tưởng em rằng là không phải ngẫu nhiên mà em có size đến tận 72, 73 cho các chị yêu đâu. Mà là form của nó rất là đẹp, dáng của nó rất là xinh. Các chị yêu là người đậm người, đấy ạ. Mà các chị yêu vẫn tự tin mặc đẹp cho em chiếc quần này nhá. Đẹp, tự tin mặc đẹp cho em chiếc quần này. Đấy ạ, cho nên những chị yêu nào mà cứ băn khoăn là đấy chị 60 cân có vừa hay không, eo chị như vậy có vừa không, em đảm bảo các chị yêu mặc xinh vô cùng luôn cho em Nga. Đấy ạ, mà tôn cực kỳ tôn dáng luôn. Nhưng là lưu ý cho em Nga, nếu chị yêu nào mà thấp thấp như em ấy, mà cao 1m54 cho em Nga nhé, nhớ về đi cho em đôi dép cao một chút xíu thì cái quần này nó hách dáng vô cùng. Còn những chị yêu nào không quen đi dép cao đúng không ạ, các chị yêu có thể đi cho em cái đôi khoảng 3-4 phân thôi. Nếu mà cần các chị yêu cắt gấu đi cho em Nga một chút xíu, nó rất là xinh. Những cái quần này nó rất là tôn chiều cao của chị em mình. Bởi vì người em rất là thấp, em Nga rất là thấp, bởi vì em có biệt danh là nấm nùn cơ. Cho nên là các chị yêu yên tâm khi mà người em thấp như thế này mà em mặc quần lên nó rất là tôn dáng, nó rất là cao. Và em về đủ size cho các chị yêu đến từ 25 cho đến size 30. Không phải mẫu quần nào em cũng về được đến size 30 đâu các chị yêu nhá. Phải là form dáng đẹp, kiểu dáng xinh. Đấy là cái kiểu dáng của nó rất là hách dáng thì em mới về được những size lớn. Để cho các chị yêu nào đậm người cũng mặc đẹp cho em nha. Yên tâm luôn khi mặc những cái quần này cho em nha. Các chị yêu nhận hàng cứ kiểm tra hàng cho em nha. Mặc lên nó hách từ eo cho đến chân và mọi thứ cho em đều hách, rất là hách dáng luôn. Đây ạ, nó đẹp hoàn hảo luôn nhá. Form rất là gọn và cực kỳ xinh, mặc vô cùng thoải mái nhá. Nên chị yêu là lấy cứ chốt đơn cho em nha. Quần em đang mặc là mã M2 ạ. Chị Phạm Thu eo 72 mông 90 lấy cho chị quần, chị Phạm Thu quần size 26 thôi. Ok ạ, chị Trần Thị Hương là lấy gì đấy ạ? Chị Phạm Thu bảo lấy gì mình? Chị Phạm Thu là lấy quần M2. Chị đang lấy màu gì đâu chị? Chị Phạm Thu trên là màu gì chưa? Chị Phạm Thu ơi, chị mặc cho em quần này size 26 chị Phạm Thu nhá. Mông 90 eo 72 mặc cho em quần này size 26 thôi. Chị Phạm Thu lấy thì báo lại em. Chị Xuân Diệu là mông 64 cân mà cao 1m70 à chị Xuân Diệu? Chị Xuân Diệu là đang nói cho em Nga là chị cao 1m70 nặng 64 cân đúng không ạ? Chị kiểm lại bộ của em chưa? Chị Đào Hằng, chị kiểm lại bộ của em chưa? Chị Đào Hằng là có đơn bị làm sao nhỉ? Đơn của chị
đơn của chị Đào Hằng. Chị Đào Hằng ơi, để, tại vì em không check đơn của chị yêu ấy, cho nên là em để em hỏi lại các bạn nhá, bởi vì chị em đang thấy comment của chị như thế này. Đấy ạ, nên chị yêu nào lấy quần thì nhanh tay nhá. Comment cho em quần em đang mặc màu đen này. Đấy ạ, các chị yêu ngắm kỹ màu đen, sau đó thì em chuyển sang xanh và em qua mã đấy ạ. Bởi vì quần này của em Nga quá đẹp luôn rồi. Em đảm bảo những chị yêu nào lấy đi. Bởi vì các chị yêu thấy ngoại quần jean nhà em Nga nhá. Các chị yêu để ý mà xem. Hiếm khi mà các chị yêu thấy em lên lần thứ nhất mà em có thể ngày hôm sau em lên được lần thứ hai. Bởi vì sao? Gần như là em lên mẫu nào là mẫu đấy ngày hôm sau nó cứ khuyết sai khuyết số, đúng không ạ? Khuyết màu rồi, làm gì em còn đâu để em lên cho các chị yêu. Bởi vì mức giá thì em Nga bao giá cho các chị yêu chất quá đẹp, quá sang, quá xinh rồi. Nên những chị yêu nào mà tin các chị yêu chốt liền đi các chị yêu. Không phải lúc nào cũng có hàng. Giống như bao nhiêu mẫu quần khác các chị yêu thấy mà có những cái mẫu mà bao nhiêu lâu rồi. Nói thật sự là rất nhiều khách hỏi rồi nhưng mà em chưa về được luôn các chị yêu nhá. Đẹp, sang, xịn, chất ngất nhưng cũng chưa có hàng để về để mà lên lại cho các chị yêu. Gần như quần em gần như các chị yêu sẽ thấy cực kỳ hiếm khi em quay lại. Đấy ạ, bởi vì sao? Không có hàng, lúc nào cũng có hàng đâu ạ. Nên những chị yêu nào đang kiếm tìm cho em chiếc quần này, đặc biệt là tông màu đen như em đang mặc nhá. Hách dáng vô cùng, giấu dáng ạ. Những chị yêu nào đậm người thích quần jean vẩy thì chốt cho em cái quần này, không phải suy nghĩ gì. Mặc quanh năm suốt tháng cho em Nga, bốn mùa xuân hạ thu đông. Đấy ạ, trong Nam ngoài Bắc mọi miền tổ quốc các chị yêu đều mặc quần này cho em Nga, đều rất là sướng và mặc lên rất là thoải mái, đi đâu cũng được, mặc gì cho em cũng xinh, phối đồ cho em cực kỳ tuyệt vời. Quan trọng nhất nó rất là hách dáng và cái thứ hai là cái vòng eo của nó là vòng eo cặp ba khuy, cho nên nó như một cái bản ghen như em chị em mình. Nên khi mặc lên chị em mình sơ vin cũng đẹp, không sơ vin thì khi mặc áo vào cho em Nga, đối với những cái bản cạp nó cũng sẽ giúp cho các chị em mình nó rất là gọn eo. Đấy ạ, mặc cảm giác tự tin nha các chị yêu nha, nên mặc nó rất là mê luôn. Nên chị yêu nào đấy thì nhanh tay chốt đơn. Em đang mặc quần này là size 27 ạ. Đấy ạ, mức giá cho em Nga là 500.000 cho bản đen, còn bản xanh có mức giá là 530.000. Bây giờ em chuẩn bị lên bản xanh ạ. À, chị Đà Nẵng Nai Linh quần M2 size 28 cho em thêm màu các chị yêu ơi. Quần cho em thêm màu đi ạ. Cho em thêm màu nhá. Tại vì em đang lên là hay là em lấy màu đen là M2 đi, màu xanh sẽ là M3 các chị yêu nhá. À, các chị yêu nào lấy màu đen thì ghi hộ em là M2 đi. Còn quần xanh em sẽ lên thành M3 đi ạ, cho nó đỡ bị trùng nhá. Không ạ. À? Không ạ. À? Không là khó chốt à. Rồi ạ. À, nhà em đang bảo là thôi. À, em đã chốt lên cùng M2 rồi, thôi cứ để nguyên để cho các chị yêu dễ chốt, không có các chị yêu lại loạn. Lấy ạ, nên chị yêu nào lấy ghi rõ em màu vậy nhá. Ghi rõ cho em màu, đen là 500.000, xanh là 530.000, đủ size là từ 25 cho đến size 29, dành cho các chị yêu 68 cân đổ với em chốt đơn. Còn chị yêu nào mà 72 73 cân thì lấy cho em màu đen có size 30 của chị yêu. Không phải quần nào em cũng về đến size 30 đâu, nó phải đẹp như thế nào em mới về đến size 30, nên chị yêu nào tự tin em Nga thì các chị yêu chốt nhá. Quần này siêu đỉnh luôn các chị yêu, đẹp ngất ngây. Các chị yêu tin em, các chị yêu chốt. Đây, các chị yêu nhìn nhá, em dơ bản màu xanh này. Các chị yêu nhìn kỹ cái bản màu xanh cho em Nga nhá. Đây, chất liệu jean của em Nga đây ạ. Các chị yêu nhìn gần cận chất cho em này. Form dáng này, đây, họa tiết này. Đấy ạ, chất liệu này, màu này. Màu đen các chị yêu nhìn không rõ, nhưng cái màu xanh các chị yêu nhìn rõ không ạ? Đấy, quá đẹp luôn. Đấy ạ, hãng nhá các chị yêu nhá. Nhận hàng kiểm tra hàng cho em Nga. Những cái quần jean mà chị yêu nào mua ở những cái shop cao cấp mà bình thường các chị yêu hay mua hiệu con bò này, các chị yêu biết rồi. Quần jean này các chị yêu mua hiệu con bò này, các chị yêu mua trên thị trường cho em Nga. Khách thì em Nga mua là bao nhiêu ạ? Có những chị yêu bảo là chị mua 800.000 một cái quần đúng không ạ? Đấy ạ, có những chị yêu mua cái quần này này. Đấy ạ, 800.000 một cái quần. Đúng rồi, bởi vì các chị yêu em không biết, bởi vì em đang đứng ở trên đây live này, em bán cho mọi miền tổ quốc. Còn nên là đương nhiên những cái nơi mà ở những cái nơi mà nó xa xa chẳng hạn, khi mà người ta đương nhiên người ta lấy hàng ấy mà lấy được những cái dòng này về cho các chị yêu. Đấy ạ, người ta lấy khó khăn thì đương nhiên về người ta sẽ phải bán cho các chị yêu với mức giá rất là cao. Đấy ạ. Còn em Nga thì em bán dành cho các chị yêu tất cả những mọi miền tổ quốc, cho nên các chị yêu nào muốn sở hữu chiếc quần này của em Nga với mức giá là màu đen 500.000, màu xanh của em Nga có giá là 530.000 thì các chị yêu chốt đơn cho em Nga. Còn bình thường các chị yêu mua quần này trên thị trường nó sẽ rơi vào khoảng tầm từ 700 đến 750.000 một cái quần. Em Nga dành cho các chị yêu mức giá xuất sắc luôn, nên chị yêu là lấy chốt đơn nha. Bây giờ sẽ mặc sang màu xanh. Rồi chị yêu lấy M2 cho em xin màu ạ. Chị Huyền Nguyễn thay M2 màu đen ạ. Chị Đà Nẵng Nai Tinh M2 size 28 đen ạ. Chị Mạnh Tấn M2 màu đen ạ. Chị Hường Nê M2 màu đen ạ. Chị yêu nào lấy M2 size 28 đen ạ. Chị Thanh Ngát M2 cho em xin màu ạ. Chị Vũ Thị Thế M2 màu đen ạ. Xuân Diệu M2 màu đen ạ. Chị Vũ Thị Thế M2 màu đen ạ.
cậu mới về đây. Màu xanh thì chốt đơn cho em màu xanh này, đẹp xuất sắc và cực kỳ đỉnh cao luôn. Đây ạ, à, màu xanh đây các chị yêu ơi. Em mặc nhanh màu xanh sau đó thì em qua mã nha. Đây, chị yêu nào thích màu xanh thì các chị chốt đơn cho em màu xanh. Đẹp quá. Đây ạ, à, không cần sơ vin luôn các chị yêu nha. Quá là đẹp cho em Nga, cả một cái cây em Nga đang mặc như thế này. Sang xinh, đẹp, đơn giản, nhẹ nhàng, siêu hách dáng luôn ạ. À, và quần này màu xanh thì là mã M2 các chị yêu nhé, có giá là 530.000. Em có đủ size từ 25 cho đến size 29 á, dành cho các chị yêu đến 68 cân đổ về em chốt đơn. Em cao 1m54, nặng 55 cân hơn, và em đang mặc quần này là size 27 các chị yêu nhé. Sang xịn xuất sắc đỉnh, và nó là một chiếc quần jean vải siêu hách giá, đẹp chất ngất luôn ạ. Nên chị yêu nào lấy quần em Nga đang mặc thì cứ comment cho em đúng cú pháp, mã kèm màu kèm size kèm theo số điện thoại là Nga lên đơn. Trời ơi, nó đẹp mỹ mãn, đẹp hoàn hảo, đẹp sang xịn và đẹp vô cùng đẹp luôn. Không có một điểm gì để chê cho em Nga với chiếc quần này. Nên chị yêu nào đang kiếm tìm cho em Nga một chiếc quần jean vải siêu hách giá quá là đẹp, quá là sang, quá là chất như thế này, thì các chị yêu nhanh tay chốt đơn cho em Nga và đừng bỏ qua. Xuất sắc và cực kỳ hoàn hảo luôn ạ. Không có một điểm gì để chê luôn các chị ạ. Mặc lên bản màu xanh, em nói thật sự em phối như thế này, mặc lên bản màu xanh mà các chị yêu lấy không ạ? Nó quá là xịn sò, quá là đẹp luôn. Nên chị yêu nào lấy chốt đơn cho em Nga. Hoặc các chị yêu có thể chụp ảnh màn hình gửi qua inbox giúp cho em Nga nhá. Trời ơi, nó đẹp quá luôn. Màu xanh các chị yêu nhìn thấy quần jean xịn nhà em Nga này. Cái màu xanh của em Nga nó đẹp không các chị? Đấy, cái màu xanh này, màu của nó đẹp như thế này cơ. Chất của nó rất là sang, cực kỳ xịn luôn. Bản màu của nó cực kỳ chỉnh nhá các chị yêu nha. Quá là đẹp, không có một điểm gì để che cho em Nga rồi. Jean mềm có co giãn và mặc lên cho em Nga rất là tôn dáng đấy ạ. Nên chị yêu nào đấy thì chốt đơn cho em Nga. Quần em đang mặc là M2. Các chị yêu có thể phối cả một cây đơn giản vô cùng hoàn hảo như thế này cho em Nga nhá. Đấy ạ, áo là mã M1, mức giá 330.000, 65 cân đổ về em chốt đơn. Quần em đang mặc là M2 màu xanh. Đấy ạ, có mức giá là 530.000 đến size 29 dành cho các chị yêu đến 68 cân đổ về em chốt đơn. Nên chị yêu nào lấy quần cứ comment cho em đúng cú pháp là quần em chốt đơn nhá. Quần là M2, còn bây giờ em xin phép lên M3, M4 luôn. Đấy ạ. Rồi ạ, chị yêu nào lấy mã M1, M2 thì các chị yêu lên đơn cho em nha. Đấy ạ. Chị Phạm Thu M2 sẽ 6 màu xanh ạ. Ok ạ. Chị Nguyễn Hương M2 màu gì ạ? Chị Nguyễn Hương lấy M2 màu gì thì cho em M2 nha. Rồi cho chị cái quần check-in đi. À cái quần nó nỉ đây. Chị đợi em cái quần này ngày hôm nay em nói thật sự luôn là em cháy nhá. Cái quần này chị yêu nào mà không dinh cái quần này thì thực sự là em về được vài trăm chiếc. Nhưng mà đến bây giờ thì em sẽ lên luôn cho các chị yêu luôn này. Bởi vì quần này nếu như mà các chị yêu mà mấy nữa các chị yêu mua đợt sau ấy, các chị yêu sẽ thấy chất lượng nó khác hoàn toàn. Còn em về cho các chị yêu nó là hàng đợt đầu, cho nên là khi mà hàng đợt đầu như thế này thì sớm bắt đầu rét ý, là các chị yêu mua nó rất là hợp lý luôn. Và hàng của nó rất là xịn. Đây là một cái chiếc quần legging nha các chị yêu nha. Đây là một cái chiếc quần legging quả bơ, nhưng của em nó là nót lông. À nó là nót nỉ các chị yêu nha, nó là nót nỉ. Và các chị yêu nhìn cho em cái quần như thế này này. Đấy, rất là đẹp và cực kỳ sang xinh luôn. Quần này, lấy cho chị size gì đấy? Size đây là size M à? Size chị lấy chị size là lợi ích rồi. Đấy ạ. Quần này các chị yêu nhìn rõ cái bản cà cho em Nga nhá. Đây, quần này thì hôm nay em đã up lên này. Các chị yêu nhìn cái bản cà cho em Nga. Đây ạ. Quần của em Nga cái bản cạp của nó như thế này nhá, rất là đẹp và cực kỳ sang xinh luôn. Quần có cái thiết kế này, đường gân để nâng mông các chị yêu nha, hai túi rất là sâu. Cạp đằng sau của nó là cạp bản chun, đấy ạ, có chữ, đấy ạ, rất là đẹp, cực kỳ sang xinh như thế này. Và bên trong của nó là nót nỉ các chị yêu nhá, nót nỉ xanh, đấy ạ. Form dáng của nó là dáng checking, mặc lên rất là gọn dáng ạ, cực kỳ mê. Và khi mặc cái nót nỉ này các chị yêu vừa thấy đủ độ ấm nhưng mà lại không bị to chân các chị nhá. Đùi rất là gọn và cực kỳ thon. Và size của nó đánh là SM là một size, LXL là một size, 2XL và 3XL là một size. Đấy ạ, tối nay em sẽ lên nốt cho các chị yêu quần này nếu như chị yêu nào mà không dinh được. Bởi vì khách nhà em Nga sau khi đặt xong ấy, các chị chốt inbox toàn 2-3 quần một liền một lúc thôi. Em không biết là các chị mua cho người thân hay là mua cho ai, nhưng mà
Em nghĩ là sau khi em lên rồi và sau khi em đăng rồi chắc các chị phải tham khảo giá rồi. Cho nên khách thì em chốt cực kỳ nhiều cái quần này. Cho nên nếu như quần này mà hôm nay em dơ lên các chị yêu mà không dinh nữa thì em đảm bảo mấy nữa các chị yêu không mua được quần này ở shop em nữa rồi. Đấy ạ, bởi vì là số lượng em về không phải ít đâu các chị yêu nha. Riêng cái mẫu này khi em về là em về vài trăm cái quần luôn. Đấy ạ, không phải ít đâu các chị yêu, không phải ngẫu nhiên mà tự dưng em về liền một lúc mà vài trăm đâu. Đấy ạ, cho nên các chị yêu phải biết là cái quần này của em rất là đẹp cho chị ấy. Cái áo mà hôm nay bù được áo ấy, cái áo hôm trước mà hết sạch ấy. Cái áo tím tím cổ V ấy. Mông tư ghi tím cổ V ấy. Đây ạ, chờ em chút xíu nhá. Chị yêu nào lấy quần của em Nga đang mặc cứ chốt đơn. Còn bây giờ em sẽ lên mã tiếp theo. Đây ạ, rồi ạ, chờ em chút xíu nhá để em mix đồ ạ. Nên cho em Nga mã M3 và M4 này. Thật sự là quần này chị yêu nào không chốt được nhanh là hết hàng. Là đợi đấy các chị yêu. Là đợi đấy ạ. Quần này các chị yêu nào mà không chốt được nhanh là hết hàng. Kể cả áo em đang mặc nữa này. Rồi em qua mã M1 và M2 nha. Chị Thu Phạm quần xanh ạ. Chị Bình Yên nơi ấy quần lót nhỉ ạ. Áo này mà hôm nay chị yêu nào mà không chốt được, không biết là em có về được thêm không. Áo này thực sự là nếu mà chị yêu nào mà không chốt được áo này, không biết là em còn về được thêm cái áo này không. Thực sự nó quá đẹp luôn. Cả một cây em Nga đang mặc các chị yêu nhỉ, siêu đỉnh luôn cho em Nga. Đây ạ, quần em Nga đang mặc này. Các chị yêu nhìn kỹ cho em Nga nhé. Em survey vào chút xíu đã. Áo này thì em nghĩ là chắc chắn là nhiều chị yêu nhận được rồi. Nhưng em cũng không biết là áo này đấy ạ, nhiều chị yêu là nhận được nhưng nhiều chị yêu là chắc chắn là chưa mua được. Đấy ạ, thì không biết chị yêu nào mà chưa mua được đấy ạ, ngày hôm nay mà không dinh được nữa thì không biết là còn chị yêu nào đấy em có thể về được nữa cái áo này không. Vì những cái dòng áo này không phải lúc nào em cũng về được. Mà mỗi lần đợt này không hiểu sao các chị yêu vì cái tầm này rồi nó rất là khó những cái dòng này. Nó không về nhiều. Không về được nhiều các chị yêu nhá. Đẹp không các chị, em sơ vi này. Các chị yêu nhìn kỹ cho em Nga nhé, cái quần này đẹp lắm luôn ạ. Em đang sơ vi này, các chị yêu nhìn cái dáng đằng sau cho em Nga này. Eo rất là hết eo nhá các chị yêu nhá, rất là gọn dáng và cực kỳ xinh. Đây ạ, quần legging này, em nói thật sự luôn. Bởi vì người em Nga là cái người mà khó mặc quần cực kỳ. Cho nên chiếc quần nào mà legging các chị yêu thấy em có thể mặc đi mặc lại được. Đấy ạ, và mặc tự tin cho các chị yêu và mặc khoe dáng cho các chị yêu là các chị yêu biết cái form dáng của cái quần đấy cực kỳ đẹp luôn. Và người khó mặc quần như em nhất mà mặc lên để khoe dáng cho các chị yêu, tự tin khoe dáng nhá. Em nói là em dùng từ em tự tin khoe dáng cho các chị yêu thì các chị yêu sẽ thấy được là các chị yêu mặc những cái quần này về cho em Nga cực kỳ thích, cực kỳ mê form, rất là đẹp nhá các chị yêu nhá. Mặc quần này của em Nga là nót nỉ các chị yêu nhá. Dòng mặc ấm cho em Nga vào những cái thời tiết giá lạnh cho em Nga thì các chị yêu mặc cho em Nga rất là mê. Và thực sự em mặc cái quần này nó nỉ ạ, nhưng mà mặc lên nó rất là sướng, rất là nhẹ, mặc rất là thoải mái, dễ chịu luôn các chị yêu ạ. Mặc lên không hề khó chịu gò bó, không cảm giác mình đang mặc quần nỉ đâu các chị yêu nhá. Đấy là em không biết là chị yêu nào mà ngày hôm nay, bởi vì cái quần này thì em mới về, cho nên em không biết là các chị yêu nào đã nhận được cái quần này của nhà em Nga đi chưa. Đấy ạ, có thể là ngày mai là các chị yêu, một số các chị yêu đã nhận được hàng hết rồi. Đấy ạ, nên nếu như chị yêu nào mà đang kiếm tìm cho em chiếc quần này thì nên đơn cho em quần này là mã M3. Các chị yêu nhìn em Nga mặc này. Trời ơi, cái eo này nó siêu hách luôn các chị yêu ạ. Form của nó này, nó tự đàn hồi nhá. Eo này, các chị yêu ơi, đẩy mông này. Các chị yêu nhìn cái dáng đi ạ. Nó phải gọi là đẹp xuất sắc đỉnh luôn. Một chiếc quần neck checking. Đấy ạ, nót nỉ siêu đỉnh cho em Nga với cái quả bơ. Form dáng đẹp nhá, kiểu dáng xinh và mức giá này các chị yêu ơi, nên đơn cho em mức giá em các chị yêu bao giá cho các chị yêu luôn.
quần này thì em có size 55 cân đổ về thì các chị yêu chốt cho em là SM. Chị yêu nào khoảng tầm 62 63 cân đổ về thì chốt cho em là size LXL, và chị yêu nào 67 68 cân đổ về thì chốt cho em quần này size 2XL và 3XL nhá. Quần này đánh size là size kép. Thế à, cho nên cực kỳ sướng, co giãn đàn hồi siêu mê, form dáng đẹp và chất lượng của đàn. Các chị yêu nhận hàng, các chị yêu sẽ tự kiểm nghiệm với quần này. Khẳng định là các chị yêu mua trên thị trường những quần này thì đắt hơn rất là nhiều. Còn giá nhà em Nga này 370.000 cho các chị yêu. Nên chị yêu nào muốn sở hữu chiếc quần M3 em Nga đang mặc thì nên đơn cho em Nga mức giá là 370.000. Và những chị yêu nào vùng miền xứ lạnh, em kêu gọi các chị yêu cứ lấy cho em 2 chiếc thay đổi. Bởi vì chắc chắn là các chị yêu muốn mua một chiếc quần xịn loại 1. Đấy ạ, loại chuẩn nhá các chị yêu nhá, loại 1, loại xịn. Đấy ạ, nót nỉ chắc chắn xịn cho em Nga thì chỉ có thời điểm này. Bởi vì sao, đây là cái thời điểm mà hàng nó vừa mới có, vừa về và mới nhất hiện tại thì chắc chắn chưa bao giờ có hàng nhái. Nhưng các chị yêu sẽ thấy chỉ cần 5-10 ngày nữa hoặc là 2 tuần nữa là các chị yêu sẽ thấy nó sẽ có những cái dòng hàng khác nó ra nhái theo. Bởi vì sao, form nó đẹp, dáng nó đẹp và đương nhiên nó nỉ, đúng không ạ? Thì lúc đấy các chị yêu sẽ thấy là có nỉ mỏng nỉ dày nhá, mà các chị yêu không phân biệt được đâu. Còn nhà em Nga chuẩn hàng loại 1 luôn, vì hàng mới chưa có hàng nhái trên thị trường nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Comment cho em đúng cú pháp, quần sẽ là mã M3 cho em Nga, mức giá 370.000 em chốt trên like nha. À, quần này của em Nga em chốt trên like mức giá là 370.000 dành cho các chị yêu. Nên chị yêu nào lấy cũng chốt đơn ạ. Đây ạ, các chị yêu nhìn rõ ràng cho em Nga. Đẹp xuất sắc luôn ạ. Và quần này của em Nga là quần nắp nỉ bản xanh quả bơ các chị yêu nhé, nên chị yêu nào lấy chốt đơn. Còn áo em đang mặc đây sẽ là mã M4. Quần này chị yêu nào lấy thì cứ chốt đơn cho em Nga, bởi vì em khẳng định các chị yêu có mua từ bây giờ hay mấy nữa, em nếu như chị yêu nào mà mấy nữa tìm mà mua quần này của nhà em Nga, đây các chị yêu nhìn. Em nói thật sự, hàng xịn các chị yêu nhìn cho em Nga này, đến cái lẹp này. Em nói thật, chị yêu nào nhận quần này của nhà em Nga về cũng phải thốt lên câu Nga ơi, sao Nga bán rẻ thế Nga. Em khẳng định luôn ạ, 100% các chị yêu về cứ nật cái quần này cho em Nga nhá. Nói thật sự là những cái quần lót nỉ này đến khi mà các chị yêu cần nhé, thì càng cần nó lại càng đắt. Đã, càng cần nó lại càng đắt. Còn em Nga về số lượng cho các chị yêu ngay từ đầu, cho nên mức giá của nó thì siêu rẻ luôn, nên chị yêu là lấy chốt đơn. Quần em đang mặc là M3, chốt 68 cân đổ về em chốt đơn. Chị yêu nào mà chưa chốt được quần M3 thì cứ comment cho em đúng cú pháp. Không phải ngẫu nhiên mà tự dưng cái quần này em có thể lên khoe dáng cho các chị yêu đâu ạ. Đây, các chị yêu nhìn em mặc cái quần này. Đấy ạ, người em Nga cao 1m54, nặng 55 cân. Mông của em là 95-96 nhá, eo của em Nga là 75-76 á. Bụng của em Nga là 8 mấy này. Mà các chị yêu nhìn em mặc lên là cái quần này, nó làm cho cái eo của em nhỏ không ạ? Đây, em đứng nghiêng luôn ạ. Bởi vì các chị yêu nhìn thì người em Nga mà đứng nghiêng là các chị yêu biết người em Nga đậm rồi. Em đứng nghiêng cái quần này, mông này, đấy ạ, đẩy mông này, đấy ạ, chân thu gọn, chân rất là gọn luôn các chị yêu nhá. Mà đùi của em là rất là to, eo này, eo có eo luôn, hách eo luôn và có bụng này. Các chị yêu nhìn cho em này, cái bụng này rất là gọn. Cái quần này em phải nói là tuyệt vời luôn. Bởi vì sao? Bản cặp của nó là bản cặp to như thế này, và khuy của nó là hai khuy. Đấy ạ, bản cặp eo của nó là eo to như thế này, đằng sau nó là chun như thế này này. Các chị yêu nhìn cho em Nga này, đẹp ngất ngây luôn. Cái đường gân này nó nâng mông. Trời ơi, cái quần này không có một điều gì để chê. Em phải nói là nó là một cái tuyệt phẩm luôn của cái quần jogging nót nỉ bản xanh rất là đẹp, và mức giá thì quá tuyệt vời luôn rồi, 370.000. Nên lấy hai quần đi các chị ạ. Các chị yêu tin em đi, nên lấy hai quần. Hoặc các chị yêu nào có chị em gái, có người nhà, có người thân yêu của mình, dinh đi các chị ạ, mua cho người thân yêu nhá. Không mấy nữa, em nói thật sự các chị yêu tìm mua quần này không phải lúc nào cũng có đâu. Có thể mua ở nơi khác nhưng chắc chắn là không, có thể là nhà em Nga sẽ không còn. Bởi vì sao, em về với số lượng lớn rồi, nhưng ngày hôm nay em nổi inbox. Thật ra là ngày hôm nay các bạn chốt cái quần này khá là nhiều luôn rồi, nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn ạ. M4 là có tiền thế. M4 đây ạ, M4 em giới thiệu về M4 luôn nha. M4 của em Nga có mức giá là 320.000. Em có tím này, có tím, có đen, có vàng mơ. Nên chị yêu nào lấy M4 chốt đơn. Đây ạ, có tím, có đen, có vàng mơ và có màu be. Đây, M4 em có 4 màu. M4 của em Nga là màu tím nhé, M4 là màu tím đi. Mức giá cho em Nga này, M4 em có màu tím đây, màu đen, màu be và màu vàng mơ. Mức giá là 320.000, 65 cân đổ về em chốt đơn. Nên chị yêu là lấy M4 thì comment cho em M4 kèm theo màu em chốt đơn này. Còn quần em sẽ chốt M3 nha. Quần này ok ạ, quần các chị yêu tin em đi lấy. Ôi, quần này đỉnh luôn ạ, 370.000. Không phải suy nghĩ một chút xíu là em chỉ sợ không có thôi. Bởi vì thật ra là em đã phải gối gấp thêm một gối nữa. Tức là em về cái quần này này, em về được chuyến đầu tiên thì em về được gần 200 quần. Và em đã gối tiếp một gối nữa, nhưng mà em không biết là cái gối, tức là em chỉ gối đúng hai gối thôi, hết là em hết luôn. Đấy, cho nên là em sẽ không về nữa. Bởi vì em cắt mẫu, bởi vì sao, lúc đấy nó sẽ có ra những cái hàng loại 2. Và đương nhiên lúc đấy em sẽ không về nữa. Các chị yêu lúc đấy các chị yêu, em còn thì em bán tiếp thôi, còn nếu không còn em sẽ không về nữa. Em bán là những quần này em đảm bảo về chất,
đấy ạ, về chất cho các chị yêu. Tại vì các chị yêu sẽ thấy là cái quần này này, nó chỉ cần thay đổi một chút xíu ở cái bên trên bề mặt này thôi nó cũng đã khác rồi. Đấy, cái nót nỉ bên trong các chị yêu thấy ạ, nó mỏng hơn nó cũng đã khác rồi. Cho nên là em đảm bảo cho các chị yêu đấy ạ, đúng thời điểm này các chị yêu nhá, nên chị yêu là lấy chút đâu. Rồi. Chị Thủy M3 ạ. Ok ạ. M4 ạ. Chị Xuân Nguyễn Thị M4 ạ. M4 là màu gì? Thì vừa nãy chắc chị lấy mẫu màu tím. M4 của em Nga là màu tím đúng không ạ? Các chị yêu nào lấy M4 màu tím thì ghi hộ em là màu tím nhá. Chị Thi Nguyễn M3 ạ. Ok ạ. Chị Phương Bùi M3 ạ. Ok ạ. Chị Hương Vũ M3 ạ. Ok ạ. Chị Dung Chu Thị M3. Ok ạ. Chị Nguyễn Lộc M3 ạ. Ok ạ. Nguyễn Chiến M3 3XL ạ. Ok ạ. Bùi Thắng M3 ạ. Ok ạ. Chị Bình Dương M3 ạ. Chị Nguyễn Hương M3 và M4 ạ. Ok ạ. Chị Lê Thủy M4 màu tím ạ. Ok, chị chốt M4 màu tím em ơi. Từ từ. Chị M4 thì em phải chốt nhá. M4 thì em phải xin phép chốt nhá. M4 em xin phép chốt. M4 không là không có đâu. M4 là em chốt bao nhiêu là chị biết ra này. Chị Lê Thủy màu tím này. M4 màu tím này. Chị Lê Thủy màu tím ạ. Rồi. Chị Nguyễn Ngọc M4 màu tím ạ. Ok. Ai lấy màu tím thì comment cho em đúng cú pháp là tím nhá. 320.000 cho em ạ. Chị Mina M3 chị vừa không, M3 quá vừa luôn. Chị Mina ơi, chị lấy luôn cho em Nga đi ạ. Nếu chị Ma Chi chốt ạ. Chị Xuân Nguyễn Thị và chị Nguyễn Hương chốt M4 thì lấy màu gì đấy ạ? Chị Xuân Nguyễn Thị và chị Nguyễn Hương là lấy M4 màu gì đấy ạ? Cho em thêm màu với ạ. Chị Đỗ Nhài Hoa lấy M4 màu gì đấy ạ? Áo em đang mặc là màu tím nhá. Màu tím ạ. Đây. Đẹp lắm luôn, cổ V. Các chị yêu nào lấy màu tím đi, hộ rõ rõ hộ em đi ạ. Chị Trần Thị Minh Tuyết M3 size L ạ. Chị Trần Thị Minh Tuyết M3 size L, ok ạ. Chị Ngọc Trâm M3 ok ạ. Chị Đỗ Nhài Hoa M3 M4 màu gì đấy ạ? Cho em M4 các chị yêu ơi, áo M4 em có 4 màu nên cho em rõ màu với ạ. Em có màu đen này, màu be này, màu tím và màu vàng bơ. Nên các chị yêu cho em rõ màu với ạ. Chị Truyền Thanh M4 màu tím này. Cho em rõ màu nhá, M4 cho em rõ màu, 320.000. Chị Đào Thị Hòa M4 màu tím ok này. Chị Hoa Lam. Chị Hoa Lam M4 màu tím này, chị yêu là khách mới comment. Còn hai chị phía trước nếu mà cho em rõ màu đi ạ, để em chốt màu tím, bây giờ sẽ sang màu khác nha. Em qua màu luôn cho em bên màu vàng mơ đi ạ. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay, bởi vì những cái dòng áo này của em Nga không có số lượng nhiều đâu. Đấy ạ, à, em không phải là em đứng trên, bởi vì cái gì có số lượng, ví dụ như cái quần này em về số lượng là lớn luôn. Đấy ạ, à, và em gối luôn một gối nữa là các chị yêu biết là em về số lượng như thế nào rồi. Bởi vì riêng cái quần này các chị yêu để ý, nếu mà em đã đứng lên trên line chắc chắn là hàng phải chất lượng, đẹp, form đẹp, dễ mặc, ai cũng mặc được cho em Nga. Và đảm bảo các chị yêu là người đậm người cũng mặc đẹp cho em cái chiếc quần này thì các chị yêu sẽ thấy là nó hách dáng vô cùng nhá, form rất là đẹp luôn. Nó là một chiếc quần check-in thôi nhưng mà đảm bảo khi mà các chị yêu nhận hàng và các chị yêu mặc vào trong cái chuẩn bị với cái mùa đông chuẩn bị mà rét sắp tới thì các chị yêu sẽ thấy cực kỳ mê cho em chiếc quần này. Và các chị yêu sẽ thấy chất liệu của nó này, co giãn cho em Nga này. Đây, cái quần của em Nga đang mặc này, em đang mặc là size LXL nhá, nhưng nó cực kỳ co giãn luôn, siêu sướng cho em chiếc quần này luôn ạ. Nên chị yêu nào lấy thì cứ nhanh tay chốt đơn cho em Nga nhá, comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn. Đã, bây giờ sẽ mặc sang màu vàng mơ. Chị Vũ Thị Thế M3 ạ. Ok ạ. Chị Hoa Nam M4 màu tím. Ok ạ. M3 cho chị Oanh Lâm size L. Chị Hoài Hoa, chị Mùa Thu ơi, chị đang hỏi gì đấy chị Hoài Thu? Chị Mùa Thu ơi, bây giờ em mới nhìn thấy comment của chị Mùa Thu, bởi vì comment của máy chính của em nó bị ẩn. Chị Mùa Thu ơi. Đấy ạ. Chị Đỗ Nhài Hoa M4 màu tím em chốt đơn rồi. Chị Trịnh Nhung M3 em chốt đơn ạ. À. Em đo chiều dài quần bao nhiêu chị Mùa Thu ơi? Chị đang hỏi em quần check-in em đang mặc đúng không ạ? Quần này em đang mặc đúng không ạ? Chị đang muốn em đo quần này đúng không ạ? Quần này đúng không ạ? Chị đang muốn em đo quần này đúng không ạ? Quần em đang mặc đúng không ạ? Hay là quần jean ạ? À? Chị Phùng Hải M1 màu đen, chị Quy Bê Phương M3 màu đen. Ok ạ. À. Đang M1 à? Sao M1 à? Chị đang mặc đây là M4 rồi mà. À, em đang mặc quần này là M3, áo là M4 các chị yêu nha. Áo là M4 ạ, à, các chị yêu cẩn thận chốt nhầm mã nha. Chiều dài quần của em Nga đang mặc đây ạ. À. Riêng những quần check-in các chị yêu yên tâm về chiều dài, bởi vì sao? Check-in thì những chị yêu nào mà cao 1m50 thì về cắt gấu cho em nha. Quần này em nói thật này, đây quần này em đang gập gấu này. Đây ạ, em phải thả gấu nhá. Đây. Quần này em thả gấu này. Đây ạ, quần này em gấp gấu nữa, em như thế này. Đây. Các chị yêu ơi, em lật gấu để các chị yêu nhìn nhá. Đây. Em đặt đây ạ, em đặt gấu lên đây ạ. Quần em mặc chiều dài em phải cắt gấu đi như thế này. Nên các chị yêu yên tâm về chiều dài cho em được chưa ạ? Đấy. Các chị yêu yên tâm về chiều dài quần nhá. Riêng những cái quần như thế này này thì những chị yêu nào mà cao các chị yêu thoải mái quần cho em nha. Đây, em gập gấu ạ. Quần này này em gập gấu đấy ạ. Còn gấu thực tế là khi em gập ra ngoài nó sẽ các chị yêu sẽ nhìn nó như thế này. Đấy ạ. Mà nót của nó là màu xanh. Quần này của em Nga có chiều dài là rơi vào khoảng tầm 94-95 phân nha. Em đang đo nó rơi vào khoảng tầm 94 phân.
Đã, nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn cho em quần. Quần của em Nga đang mặc là quần check-in nhá, nên cực kỳ dễ mặc, nên chị yêu nào lấy thì comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn. Quần có mức giá là 370.000 cho em Nga. Đấy ạ, à, nót nỉ đấy ạ. À. Em gặp cái gấu này nót nỉ ra ngoài cho các chị yêu ngắm này. Đây. Đấy, trời ơi, cái quần này nót nỉ khi chị em mình mặc gặp ra ngoài như thế này nó cũng rất là hay đấy ạ, à, ấn tượng đấy ạ. À. Nếu mà chị em mình thấp ấy ạ, à, mà kiểu không thích cắt đi ạ. À, em thấy chị em mình gặp lên như thế này này, cũng rất là hay luôn. Các chị yêu nhìn cho em Nga nhá. Khá đặc biệt đấy ạ. À. Biến nó thành một quần, cái quần này các chị yêu mặc cho em Nga rất là xinh luôn, cực kỳ thoải mái, dễ mặc, à, form dáng đẹp. Nếu mà khi các chị yêu gấp gấp như này cho em Nga thì các chị yêu đi cho em giày thể thao vào, nó sẽ rất là chất luôn, à, form của nó rất là đẹp và nên cho em Nga rất là chất. Đấy ạ, à, quần em đang mặc đấy ạ, à, em gấp lên để các chị yêu nhìn thấy cái nỉ của quả bơ này, đó. Còn vừa xong em gấp lên ở đây là em đang gập xuống như thế này nhá, em gập vào bên trong, em gập vào bên trong, đó, em gập vào bên trong nha các chị yêu. Nên chị yêu nào lấy quần thì chốt đơn quần, quần là M3, áo là M4. M4 em đang mặc là màu tím, bây giờ em sẽ mặc sang màu vàng mơ nha. Vàng mơ siêu hot luôn đấy ạ. Màu nào của em cái áo này cũng hot. Áo có giá là 320 thôi ạ. Áo của em Nga có mức giá là 320.000, 65 cân đổ với em chốt đơn. Chị yêu nào đang kiếm tìm cho em Nga cái chiếc áo em Nga đang mặc thì nhanh tay chốt đơn ạ. Chậm tay là hết, trời ơi, cái màu vàng mơ siêu đẹp luôn, các chị yêu nhìn cho em Nga này. Ôi, em phải nói thực sự luôn ý ạ, màu áo này của em Nga màu gì cũng mê. Chị Oanh đang M4 màu vàng ạ. Ok ạ. Chị Tâm Thành M3 2XL ạ. Ok ạ. Chị Nhung M3. Chị Đỗ Nhài Hoa M3 và M4 màu tím ạ. Ok ạ. Chị Hậu Phương M4 tím dự phòng ạ. Ok ạ. Anh Liên M3. Đây, M4 đây, M4 đây. Màu tím vẫn còn ạ. Đây, đây, đây. Của chị đây. Chị Hậu Phương M4 màu tím. Ok, chị Hậu Phương M4 màu tím ạ. Chị Oanh Liên M3 CL ạ. Ok ạ. Mi La M3. Ok ạ. Chị Bùi Hạnh M4 màu tím tự phòng ạ. Ok ạ. Chị Vũ Hải M3. Chị Bùi Hạnh M3. Chị Trang Anh M4 màu vàng ạ. Ôi đẹp quá các chị yêu ơi. Không có một điểm gì để che cho em Nga. Các chị yêu dinh ngay và luôn cho em Nga đi ạ. Đây ạ. Tông màu vàng mơ, cái cách phối lé của nó quá là đỉnh luôn rồi. Hôm trước hết sạch luôn các chị yêu ạ. Hôm nay chị yêu nào mà nhanh tay các chị yêu dinh cho em Nga. Những chiếc áo này thì em đảm bảo bây giờ các chị yêu mua là được. Còn mấy ngày nữa các chị yêu tìm thấy là gần như là các chị yêu sẽ thấy em quay lại là không có đâu. Nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn nhá. Áo em đang mặc có mức giá là 320.000 thôi, nên chị yêu nào lấy chốt đơn. Đấy ạ, comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn ạ. Áo em đang mặc là M4 ạ, kèm theo màu. Màu em đang mặc là màu vàng mơ nhá. Áo của em Nga là Montegi, tay phối von này. Đây ạ. Tay của em Nga nhá, nó là phối von như thế này. Chất liệu của nó là Montegi. Tay ở đây nó có pha cái von này, rất là đẹp này, cúc này. Các chị ơi nhìn cho em Nga, từng chi tiết màu cho em Nga quá đẹp, quá đỉnh luôn rồi. Không có một điểm gì để chê nhá. Màu vàng này rất là sang, rất là tôn da, sáng da và cực kỳ tuyệt vời. Mặc lên cực kỳ xinh. Màu vàng này của em Nga là vàng mơ. Các chị ơi, nó không bị chóe, nó không bị sáng ạ. Đấy ạ, và nó cũng không bị đậm nhá, mặc lên nó rất tôn da, sáng da, nhẹ nhàng ạ, cực kỳ xinh. Mặc lên nó rất là nền nã và cực kỳ đẹp, nên chị yêu là lấy chốt đơn. Trời ơi, nó sang và nó cực kỳ xinh luôn nhá. Mặc lên đây ạ, em đứng luôn như thế này để các chị yêu ngắm cho em Nga này. Quá là đẹp, không có một điểm gì chê khi các chị yêu mix cả một cây như em đang mặc như thế này. Đơn giản, nhẹ nhàng mà cực kỳ sang luôn rồi. Mức giá cho em Nga có mức giá là 320.000 cho áo em đang mặc thôi, nên chị yêu là lấy thì nhanh tay chốt đơn nhá. Chị Mỹ Nga M3 ạ. Ok ạ. Thị Tứ M3 CL ạ. Ok ạ. À, cho mình xem áo tay chấm. Tay chấm shop ơi, áo gì tay chấm chị Nghĩa Bù nhỉ? Áo gì tay chấm nhỉ? Áo em đang mặc, quần của em Nga là quần check-in nhá. Quần của em Nga đang mặc là quần check-in như thế này ạ. Chị yêu nào nhanh tay thì còn cái quần này. Quần này chị yêu nào nhanh tay thì còn. Quần của em Nga đang mặc nó là quần check-in. Đây em serve in vào cho các chị yêu ngắm này. Quần em đang mặc là một chiếc quần check-in. Nót nỉ ở bên trong, rất đẹp, rất sang, siêu ấm. Quần này nếu như chị yêu nào thích hàng loại 1 thì các chị yêu chốt bây giờ. Còn các chị yêu nào mà mấy nữa mà không phân biệt được loại 1, loại 2 ấy, thì các chị yêu có thể đợi chờ chốt sau này. Đấy là em cũng nói thật sự luôn. Em bán hàng nhưng mà em nói rất thật luôn các chị yêu nhá. Bởi vì đến khi mà em, ví dụ như cái dòng này bọn em về ấy, ví dụ như về đợt đầu, em khẳng định với các chị yêu là nó chưa có hàng nhái, thì em khẳng định với các chị yêu nó là loại 1. Nhưng mà chỉ cần là các chị yêu chỉ cần là 2-3 tuần nữa các chị yêu về đúng không ạ? Và đặc biệt là Z nó về rồi thì lúc đấy các chị yêu sẽ còn không phân biệt được đâu là hàng đợt đầu và đâu là hàng đợt 1, đâu là hàng đợt mấy nữa cơ ạ. Vì lúc đấy là sao ạ? Cái cây vải các chị yêu nha, rồi cái nót nỉ ở bên trong nha các chị yêu nha. Đương nhiên lúc đấy khi mà cần thì lúc đấy là
đúng không ạ? Nó chất liệu, nó phao, nó cái gì vào đấy rồi đương nhiên nó sẽ có sự khác đi. Và khác thì đương nhiên giá tiền nó cũng sẽ khác đi. Nhưng mà nhiều khi chị em mình quan trọng là cái gì ạ? Chất lượng là đúng không ạ? Còn giá tiền thì em nói thật sự với cái giá tiền loại 1 em đang mặc cho các chị ở đây là em bao giá cho các chị yêu luôn. Mức giá cho em Nga là 370.000 form đây ạ. Em mặc đây em survey này, các chị yêu nhìn thấy không ạ? Nó quá đẹp luôn. Còn không khác gì một chiếc quần jean nhá, không khác gì một cái chiếc quần Âu, nhưng mà nó lại là quần check-in, hoàn toàn mặc tự tin sơ vin, mặc đi ngoài, mặc ngoài, mặc nhẹ nhàng như thế này cho em Nga, rất là đẹp. Áo này hôm qua mình mua mà hết màu vàng, thế à chị Võ Huyền My? À chị Võ Huyền My có không? À hôm trước chị lấy là hết đúng không ạ? Thì cái này em mới về chị Võ Huyền My ạ, à? Đúng rồi, áo này hôm trước các chị yêu lấy là hết ạ, à? Em mới về được thêm đấy. Em bảo là cái gì em về được thêm là em về mà em mới về được thêm áo này ạ. À? Chị Yến M4 màu vàng ạ. Ok ạ. Chị Phan Huyền M4 màu vàng. Ok ạ. Chị Hành Lý M4 màu vàng. Ok ạ. Nguyễn Cấm M4 màu vàng. Trần Lý M3 CL. Rồi. Mấy vàng? Ở đây đang M4 vàng. Ok. Rồi. Đấy ạ. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn ạ. Chị Phạm Bạ Nga màu tím từ phòng ạ. Đấy ạ. Rồi ạ. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay nhá. Chị Phạm Nga áo màu tím ạ. Chị yêu nào lấy thì cứ comment cho em đúng cú pháp là em chốt đơn. Rồi bây giờ em sẽ mặc sang màu đen nha các chị yêu nha. Rất đẹp luôn. Áo có mức giá 320.000 màu vàng mơ. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay ạ. Cho chị xem chân váy nhung ngắn xòe. Chân váy nhung ngắn xòe. Chân váy nhung ngắn xòe là cái mẫu gì nhỉ? Em chưa hình dung ra được. Chị yêu ơi. Có hai khách chốt đơn. Ok ạ. Đây. Rồi ạ, bây giờ em sẽ sang màu đen nha. Chị yêu nào lấy quần của em ra đang mặc thì nhanh tay chốt đơn đi ạ. Chị Hoài Vũ lấy M4 màu gì ạ? Chị Bình Yên ơi, ấy cho em áo đang mặc 4 cái 4 màu ạ. Ok ạ. À. Em chắc còn sai màu. Đẹp lắm các chị yêu ạ. Các chị yêu nằm mà. Màu gì cho em cũng đẹp, màu đen đây ạ. Chị Andrea Hạnh M3. Chị Phương Nguyễn M4 màu vàng toàn. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn cho em nha. Comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn. Sang cho em màu đen các chị yêu nha. Áo em đang mặc sang cho em màu đen ạ. Bây giờ em bắt đầu em chốt sang màu đen nhé. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn cho em nha. Comment cho em đúng cú pháp để em Nga lên đơn. Áo này thì siêu đẹp luôn rồi, 65 cân đổ về em chốt đơn. Đảm bảo các chị yêu nhận hàng là ưng là mê. Riêng những cái áo này các chị yêu không dinh bây giờ thì thực sự là quá là tiếc luôn á. Không phải lúc nào em cũng có đâu. Từ hôm đấy đến giờ hôm nay em mới về đấy. Em về là em lên cho các chị yêu luôn. Bởi vì sao? Em về em trả cho khách em xong là em lên luôn cho các chị yêu. Màu em đang mặc màu đen đây ạ. Trời ơi nó, các chị yêu mới cho em với cái chiếc quần như thế này. Xong nếu mà khi mà lạnh lạnh giữa, các chị yêu khoác cho em những cái áo phao dáng dài cho em Nga đấy ạ. Hoặc là những cái măng tô cho em Nga. Nó rất là đẹp, cực kỳ sang đấy ạ, rất là tây cho em Nga luôn rồi. Mặc lên rất là gọn gàng, nhẹ nhàng, thanh thoát. Trời, cái quần này em nói thật sự luôn, các chị yêu mặc cái quần này nhá. Em có thật sự bình thường nếu như các chị yêu nào này để ý mùa đông đến chị em mình mặc cái quần nót nông nót nỉ ấy, nhiều khi chị em mình mặc nó rất là bí, rất là khó chịu. Nhưng em khẳng định với chị yêu, bởi vì em đang mặc ở trên đây này, là em đang hoàn toàn thời tiết bây giờ là rất là bình thường các chị yêu nhá. Chưa phải là mức độ là lạnh, mấy hôm trước thì lạnh đúng không ạ? Hôm nay là thời tiết ở Hà Nội đã đỡ lạnh hơn rồi. Nhưng hoàn toàn em đang mặc quần nót nỉ này em thấy nó cực kỳ sướng luôn. Nó không bị bí các chị ạ, nó không bị bí, không bị khó chịu. Cảm giác mình mặc lên nó rất là sướng luôn các chị nhá, mặc nó nhẹ, nó thoáng. Em nói thật sự là nó nỉ nhưng mà để mà có được cái dòng kiểu mặc nó thoáng, nó dễ chịu ấy là không phải đơn giản đâu các chị nhá. Nó vừa ấm nhưng mà nó lại cực kỳ thoải mái, dễ chịu. Mặc lên nó rất là sướng luôn. Mặc nó cảm giác như không mặc quần ấy. Mặc quần nỉ mà mặc như không mặc quần thì các chị có biết rồi. Cái cảm nhận là mặc quần nỉ mà không như không mặc quần thì các chị sẽ thấy là mặc mùa đông của chị em mình mặc nó rất là sướng luôn, dễ chịu vô cùng. Nên chị yêu là lấy thì chốt đơn nhá. Quần này sau đó các chị yêu đi những cái đồ bốt đấy ạ, mix bốt vào cho em Nga, quá đẹp quá sang. Trời ơi cái quần này em nói thật sự các chị yêu lấy đi. Em nói thật sự nhá, em lên rất nhiều quần nhưng em cái quần mẫu gì ấy mà em cứ nói với các chị yêu là chân thành các chị yêu lên lấy. Và các chị yêu nào tin em Nga cứ lấy cho em 2-3 cái. Em có thể up cho các chị yêu 10-15 mẫu quần. Nhưng không phải 10-15 mẫu quần nào em cũng lên cho các chị yêu đâu. Mà là em chọn ra những cái mẫu quần xuất sắc nhất, chất lượng, đẹp, form dáng đẹp, dễ mặc. Trong các chị yêu nào mặc lên cho em cũng đẹp thì em lên, bởi vì sao ạ? Những cái dáng quần đấy nó rất là chất, rất là đẹp luôn. Đây, mặc lên nó rất là gọn gàng, hách dáng này. Đấy ạ, thu gọn vòng eo này, lưng mông này, nâng vòng ba này các chị yêu này. Đùi thon gọn này, mặc nỉ nhưng mà đùi rất là gọn gàng, nhỏ nhắn nhá các chị yêu nhá. Đấy ạ, nó ôm rất là ôm trọn luôn nhưng nó có co giãn này, đàn hồi chứ nó không bị bó, nó không bị khó chịu các chị ạ. Cạp của nó này, đây ạ.
Các chị yêu nhìn cho em nha, mặc lên nó cực kỳ sướng luôn. Nên chị yêu là lấy quần này thì chốt đi các chị yêu ạ. Tin em đi ạ. Các chị yêu cứ nhận hàng cho em nha. Trời ơi em yêu cái phần này quá luôn. Nên chị yêu là lấy chị chốt đơn nha. Comment cho em đúng cú pháp. Quần là mã M3, áo là M4 ạ. Áo em đang mặc là màu đen nhá, chị Phùng Hải, một màu đen, quần M2 size 6 ok ạ. Quần M3 và áo M4 màu đen cho chị Ben Ben này, ok ạ. Áo M4 màu đen cho chị Ben Ben, chị yêu là lấy thì chốt đơn ạ. Chị Ben Ben một áo M4 màu đen này. Comment cho em đúng cú pháp này em chốt đơn. Em chốt ra màu tí nhá, chết rồi, cái máy của em nó bị nhòe mất rồi. Chị Vũ Thị Yến mở 4 tím dự phòng ạ. Ok ạ. Chị Mùa Thu đang hỏi là chị cao 1m66-60 cân, mặc quần jean size gì ạ? Quần jean ạ, chị quần cao M3, quần M3 này á, chị mặc cho em size em đang mặc thôi ạ. Size L, size L, XL nhá chị yêu. Size của nó là đánh L, XL. Chị đấy cho em là L, XL hộ em ạ. Cái size này nó đánh là SM, L, XL và 2XL và 3XL. Chị mặc size giữa cho em nha là size L, XL. Đây ạ, size của nó, cái hộp nó đánh như thế này này chị yêu này. Cái hộp nó đánh như thế này. Đây ạ, ví dụ như SM nó gạch là S gạch M này. Tức là chị yêu nào mặc size S hoặc size M đều mặc được, form chuẩn nhá. Đấy ạ, nên chị yêu nào lấy chốt đơn. Cứ comment cho em đúng cú pháp này em chốt đơn. Chị Thiết Tranh M3, chị mặc bộ thể thao size XL thì chị lấy M3 size gì? Quần nhá hả? Lấy cho chị cái quần size M3 mà size XL tức là 65 cân đúng không? Chị Thiết Tranh là 65 cân đúng không? 65 cân thì lấy cho chị quần size 2XL và 3XL. Nhưng mà chị Thiết Tranh là size XL là từ 60 cân đến 65 cân mà em phải cho chị size chuẩn của chị Thiết Tranh. Không, đấy chưa phải cân rồi. Chị Phương Lê Thị Phương mặc áo màu đen này ok ạ. Áo em đang mặc màu đen, áo này quá đẹp luôn ạ. 320.000 cho em nha. Ok ạ, chị Phương Lê Thị Thanh em chốt đơn này. Hàng mình hôm nay đã đi chơi shop, chị Võ Huyền My đi đơn chưa nhỉ? Quần của em đang có giá là 370.000. Quần em đang mặc có giá là 370.000, em bao form, bao chất, bao giá toàn phố cho các chị yêu luôn. Quần này của em Nga nó là quần necking, các chị yêu là checking, nót nỉ, hàng quả bơ, loại 1, xịn sò. Cái này của em Nga nó là quả bơ, loại 1 nhá, nót nỉ màu xanh, chuẩn đúng như thế này luôn. Cho em Nga, đây ạ, chuẩn đúng như thế này luôn cho em Nga. Bên trong các chị yêu nhận hàng đúng như thế này cho em Nga nha. Đây ạ, tàng mát này của hãng này, các chị yêu nhìn cho em Nga này, từng đường kim mũi chỉ nha, đường may trần này. Chất liệu nỉ này, các chị yêu nhìn cái nỉ cho em Nga này. Sò rất là sướng, thoải mái, quay máy giặt cho em Nga. Chất của nó rất là đẹp luôn, em phải nói là rất là đỉnh. Đây, các chị yêu nhìn cái gấu cho em Nga cũng đã rất là đỉnh luôn rồi. Đây, chất liệu nhìn qua cái gấu quần mà em dơ như thế này, các chị yêu đã nhìn thấy cái chất chưa? Siêu đẹp luôn, không có một điểm gì để chê. Quần này càng mặc càng sướng, mặc rất là nhẹ luôn. Một quần lót nỉ mà cảm giác mặc như không mặc ấy các chị ạ. Mặc mà em đứng từ nãy giờ, bình thường các chị yêu để ý mà xem em mà mặc cái quần nào mà em mặc cái đồ gì ấy mà em không ấy là các chị yêu sẽ thấy em mặc một lúc này em chỉ bỏ ra thôi đúng không, nhưng các chị yêu sẽ thấy này em mặc này cực kỳ sướng luôn. Từ nãy giờ rất là thoải mái, dễ chịu, vận động mà cho em Nga rất là sướng nhá. Nên chị yêu là lấy quần, chốt đơn quần. Áo em đang mặc là M4, còn quần em đang mặc là M3. Chị Sam cao 63 cân là ok, size XL. Chị Sam cao 63 cân cao bao nhiêu nữa cho em thêm chiều cao để em chốt cho chị size 2XL, 3XL nhá. Vì size này của em Nga nó đánh là size hơi khác một chút xíu nên các chị yêu cho em rõ chiều cao. Áo M4 màu tím và 65 cân cho chị Cúc Hoa này. Đợt trước em mua quần đẹp, em muốn mua một chiếc nữa. Em quên mã thế á, chị Đào Hằng, chị chụp cái ảnh cái mẫu quần chị đã mặc vào trong trang fanpage giúp em Nga với ạ. Nếu mà các chị yêu nào muốn tìm lại cái quần mà các chị yêu đã từng mua á, các chị yêu chụp mã vào cho em Nga hoặc chụp cái mẫu quần các chị yêu đã từng mua gửi vào trong tin nhắn giúp em Nga. Hoặc là các chị yêu nào mà nhớ mã, các chị yêu đọc mã cho em Nga thì nếu như các bạn check còn mã các chị yêu, các bạn sẽ chốt cho chị yêu ạ. Đấy ạ. Áo M4 nặng chị Hương Hà, quần M3, áo M4 cao 1m60 nặng 60 cân. Cho em thêm màu của áo với chị Hương Hà ơi. Áo này chị lấy màu gì ạ? Cho em thêm màu với ạ. Chị Trang Anh M3 size SM dồn đơn ok ạ. Chị Mùa Thu XN là Nga đang mặc ôm thế. Chị phải mặc 2XL. Chị yêu ơi, em đang mặc em đang mặc size L và XL đây ạ. Nhưng mà đây ạ, quần này. Đây ạ. Chị ơi, quần này. Quần em đang mặc này. Đây ạ, quần em đang mặc nhá. Đây. Em đang mặc nhá. Em test cho các chị yêu về độ co giãn của cái quần. Đây ạ. Các chị yêu nhìn em mặc nhá. Đây. Em đang mặc cái quần này, em test cho các chị yêu để các chị yêu nhìn em mặc cái quần này. Đấy ạ. Tại vì cái quần này nó là quần checking nhưng mà nó co giãn vì quần của nó là quần kép. Đây ạ, các chị yêu nhìn cho em Nga này, em kéo quần này lên cho các chị yêu này. Quần nót nỉ này, mà em kéo lên cái bắp chân này là các chị yêu biết rồi, bắp chân của trên là rất là to. Kéo từ ống dưới lên là các chị yêu biết độ co giãn của chiếc quần rồi. Đấy ạ, mà em kéo lên như này là các chị yêu biết là cái độ co giãn của cái quần nó như thế nào. Nên các chị yêu cứ yên tâm cho em cái quần này. Đấy ạ, nên các chị yêu là lấy cú chốt đơn cho em Nga nhá. Khẳng định cho em là cái quần nó rất là xịn, nó rất là sướng. Mặc lên nó co giãn như này nên các chị yêu mình, chị em mình mặc lên nó rất là thoải mái luôn. Đấy,
quần checking mà các chị có nhìn cho em nha, nót nỉ em mặc em kéo lên như thế này, các chị có biết được cái độ đàn hồi của nó như thế nào rồi. Mặc lên rất là sướng luôn, form của nó rất là đẹp và cực kỳ chuẩn. Đấy, nên chị yêu làm đấy thì tin em Nga đi, cứ yên tâm cho em Nga. Đấy, comment cho em đúng cú pháp là em chốt đơn. Chị cao 1m66, chị nặng 60 cân, chị mặc cho em quần size em mặc thôi nhá chị yêu nha. Chị mùa thu chỉ mặc quần size em mặc là XL thôi, LXL thôi ạ. Chị ấy chị Trịnh Tâm lấy một quần 13 dồn đơn, ok ạ. Chị sang cao với lại XL. Còn chị mùa thu thì chưa chốt quần ạ. Chị mùa thu lấy quần thì báo em à, không vừa xong chị đọc được cái quần chị của chị mùa thu. Sao cái chị sang cao với là 1m63 cân. Chị sang cao là cao 1m63 60 cân ạ. 63 cân là chị sang cao. Chị cao 1m63 là 63 cân. Thế thì mặc lấy L, XL cũng được ạ. Chị Nguyễn Thị Ngọc 13. Ok ạ. Chị Thanh Tâm 13 chị Khuyên Hòa 13 ok ạ. Chị Huyên Đào 14 màu tím dự phòng ạ. Ok. Chị Trịnh Tâm 13 size L ạ. Không, cái quần này nó đánh sai là như vậy chị ạ. Cái quần này nó đánh sai là như vậy. Đây này, nó đánh sai kép này. Nó đánh sai là LXL đây. Các chị yêu nhìn mã quần cho em Nga. Mã quần là chuẩn là 1033 nhá. Size của nó đây này, size của nó đánh là size kép này, LXL này. Các chị yêu nhìn rõ size không nhỉ? Cái máy ở cái mạng em đang nhìn thấy nè, nó hơi bị mờ đúng không ạ? Các chị yêu nhìn nó có bị mờ không? Đây này, cái size của nó đánh đây này các chị ơi. Size của nó đánh là S và M này. Cao 1m60 này. Đấy ạ, cái gì là 155 này, em nói thật sự cái này Trung Quốc em không hiểu là người ta đánh ký hiệu là cái gì nữa. Đấy ạ, 160 xăng này. Đấy ạ, 155 này. Đấy, còn đây mã của cái quần này là 1033 nhá. Mã này là 1033 và size nó đánh là size kép. Bình thường size mình chị em mình hay đánh là size M, L, XL, nhưng size này nó đánh là size kép, có nghĩa là SM. Ai mặc S, ai mặc M thì lấy cho em Nga là một size. Ai mặc L, mặc XL thì lấy cho em một size. Ai mặc 2XL và 3XL thì lấy cho em Nga một size. Và em tư vấn size như sau ạ. Các chị yêu nào mà 55 cân đổ về, từ 40 cân đến 55 cân đổ về thì mặc cho em là SM. Chị yêu nào mà từ 55 cân cho đến 62, 63 cân thì mặc cho em size L, XL. Từ 63 cân cho đến dưới 67, 68 cân thì mặc cho em quần này là size kép là L, 2XL và 3XL. Đấy ạ, các chị yêu lấy size như thế cho em Nga mặc, nó vừa đẹp vừa sướng và vừa dễ mặc. Đấy ạ, cực kỳ dễ chịu cho em Nga. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga nhé. Quần em đang mặc có mức giá 370.000. Một cái quần em phải nói thực sự là một cái quần checking not nỉ. Em phải đặt cho nó một cái tên là thần thánh các chị yêu nhé. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Form dáng đẹp dễ mặc, mặc tự tin, khoe dáng thoải mái cho em Nga. Đấy ạ, và các chị yêu có thể mặc như một cái chiếc quần vải Âu đấy ạ, hoặc quần jean cho em Nga mặc như thế này luôn ạ. Đấy ạ, sơ vin cho em cũng được, không cần sơ vin cũng được nhé. Đấy, chị yêu nào lấy chốt đơn cho em Nga. Quần checking mà mặc như là kiểu quần thường thì các chị yêu sẽ thấy ạ, form của nó, chất của nó rất là đẹp luôn. Nên chị yêu nào lấy nhé, 370.000 đấy. Chị Bùi Nhung 13 size L ạ. Rồi ạ. Chị Lân Hoàng 13 size M ạ. Ok ạ. Chị Trung chị hỏi 1m65 cân thì quần mặc size nào? 2XL và 3XL ạ. Áo 1 size ạ. Chị Thiết size 1m62 cân, quần size nào ạ? 1m62 nặng 65 cân, quần mặc cho em size 2XL và 3XL ạ. Cao 1m62 nặng 65 cân đúng không? Vâng ạ. Mà cả nặng cho em lấy cho em size 2XL và 3XL ạ. Chị Thanh Tâm 13 size L ạ. Chị yêu nào mà chưa rõ về size ý, các chị yêu cứ comment cho em như thế này này. Nếu mà chị yêu, tại vì cái size này nó đánh hơi trừu tượng một tí xíu. Tức là bình thường chị em mình chỉ đánh là một size thôi. Còn nếu mà các chị yêu nào mà cảm giác cái size này nó hơi trừu tượng một chút xíu ấy, thì các chị yêu cứ cho em này, Nga ơi cho chị M3, xong cho em chiều cao cân nặng các chị yêu luôn. Thế là nhà em tự phết size vào cho các chị yêu. Và đảm bảo em gửi size cho các chị yêu. Các chị yêu đến nhận hàng mặc ưng chuẩn cho em Nga. Đấy ạ, còn nếu có vấn đề gì thì cứ inbox vào trong trang cho em Nga. Như thế là dễ nhất đúng không ạ? Đấy ạ, nếu các chị yêu thấy khó chốt size nha, các chị yêu cho em cái mỗi cái comment là M3. Đấy ạ, cho em M3, một hộp, hai hộp. Đấy ạ, chiều cao cân nặng cho em Nga. Bởi vì khách nhà em Nga đặt hàng ở bên trong inbox, các chị ý bảo là đây ạ, cho chị một cái hộp người này cao bằng này, đấy ạ, nặng bằng này cân, xong cho chị một cái người cao bằng này, nặng bằng này cân nữa. Ví dụ như thế, các chị ví dụ như lấy liền một lúc 3-4 hộp với các chị ạ. Đấy ạ, khách nhà em Nga này lấy những quần này, có những chị yêu chắc là mua cho người thân lấy 3-4 hộp, nên các chị yêu cứ cho chị một cái hộp là cân nặng này, bằng này, cao bằng này, nặng bằng này, xong một người cao bằng này, nặng bằng này. Đấy ạ, thì tự nhà em dịch cân cho các chị yêu và dịch size cho các chị yêu. Ví dụ như hai chị đấy là mặc dù chiều cao cân nặng khác nhau nhưng có khi trùng một size. Đấy ạ, ví dụ như thế thì nhà em sẽ tự đọc size cho các chị yêu và tự đi size nha. Rồi áo em đang mặc là màu cuối cùng, đó là màu be. Đấy ạ, đẹp không các chị? Đấy, cái quần này mặc cho em Nga cái gì cũng đẹp. Áo màu be cuối cùng này. Màu be em đang mặc là màu cuối cùng nhá. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn cho em Nga. Quá là đẹp, quá là sang, quá là đỉnh luôn rồi. Không có một điểm gì để chê cho em Nga.
Áo em đang mặc có mức giá là 320.000, quần em đang mặc có mức giá là 370.000. Quá đẹp, quá sang. Cả một cái mùa thu đông, các chị yêu mix cho em này. Trời ơi, sang quá, tây quá và rẻ quá. Nên chị yêu là lấy thì chốt đơn đi ạ. Comment cho em nha. Áo 65 cân đổ về em chốt đơn, quần là 67 68 cân đổ về em chốt đơn nha. Đẹp, sang, xịn và chất ngất luôn cho em nha rồi. Nên chị yêu là lấy cứ comment cho em đúng cú pháp này Nga đi đơn. Đấy ạ. À, nên cho em Nga nhé. Mã M3 hoặc M4 ạ. Rồi ạ. À, chị mùa thu M3 ok ạ. Đấy ạ, chị mùa thu M3 em chốt đơn ạ. Chị quần này đẹp lắm các chị yêu, xinh đi, em nói thật sự. Chị Hương Hà đổi sang cho chị màu be. Chị Hương Hà đổi áo sang màu be. Áo này màu gì cũng đẹp mà. Em khẳng định là những chị yêu là mê áo này, các chị yêu cứ lấy 2-3 màu. Em khẳng định là nhiều chị yêu là có khi hôm trước lấy một màu rồi, xong hôm sau lấy thêm 2-3 màu tiếp theo, bởi vì cái áo này nó quá đẹp luôn. Mà em chỉ sợ là em không về thêm được thôi, bởi vì cái áo này của nhà em Nga nó đẹp các chị ạ, nó đẹp nhẹ nhàng nhá. Mà các chị yêu mặc nó rất là dễ mặc luôn. Đấy, khi nào các chị yêu thích phối cái cổ sơ mi vào đây, các chị yêu phối cho em cái cổ sơ mi, nó là cái kiểu cổ rời ấy, các chị yêu phối vào đây cho em nó cũng rất là sang, vừa tây vừa sang, điểm nhấn á, điểm nhấn đơn giản nhẹ nhàng và rất là xinh luôn. Áo này không có một điểm gì để chê cho em chiếc áo này, nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhá. Comment cho em đúng cú pháp này em Nga lên đơn. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu áo em đang mặc. Chị yêu nào lấy áo em đang mặc thì cứ comment cho em đúng cú pháp này em Nga lên đơn. Bây giờ em sẽ sang mã tiếp theo này. Đấy ạ, quần dơ lại màu tím M4 ạ. Đây ạ, màu tím đây chị yêu nha. Áo này của em Nga có 4 màu, em dơ lại nhá. Chị yêu nào nhanh tay thì còn ạ. Bây giờ em sẽ sang mẫu tiếp theo. Quần này sướng lắm. Quần này em khẳng định luôn, các chị yêu nào nhận hàng cho em cũng mê. Đảm bảo sẽ quay lại mua tiếp. Đảm bảo cái quần em đang mặc mấy nữa các chị yêu. Chỉ sợ mỗi khi mà các chị yêu thấy mặc thích rồi, lúc đấy gọi Nga ơi Nga, chị muốn mua thêm cái quần này, em sợ em không còn thôi. Bởi vì sao, em chỉ về đúng cái, tức là em chỉ về, em về số lượng luôn đấy. Cái quần này em về là về số lượng luôn, nhưng mà em chỉ về kiểu nô 1, nô 2 thôi, để đảm bảo cái chất lượng cho các chị yêu, chứ không dám về ấy. Cho nên những chị yêu nào mà lấy, các chị yêu yên tâm luôn. Đây, màu em đang mặc này, cầm tay em cầm là màu tím này. Đấy ạ. Màu tiếp theo cho em Nga là vừa sau em mặc là màu đen đúng không? Màu vàng mơ và màu be. Nói chung áo này em 4 màu, màu nào cũng xinh. Bây giờ em sẽ qua mã nha và lên mẫu tiếp theo. Đẹp quá, không có một điểm gì chê cho em Nga. Rồi ạ, màu vàng mơ này. Quần em đang mặc là nót nỉ, không phải nót nông các chị ạ. Quần này nót nỉ nó mới xuống ạ, nót nỉ, cho nên khi chị em mình mặc vào nó không bị to chân một tí xíu nào. Nót nỉ các chị yêu nha. Nót nỉ các chị yêu ạ, nót nỉ siêu sướng luôn. Tin em đi, em nói thật sự luôn. Mặc quần này ạ, trẻ mặc được, có tuổi mặc được, rất dễ mặc luôn cho em nha. Cực kỳ sướng, dễ mặc nha. Nên chị yêu nào cũng mặc được cho em nha. Nên chị yêu nào lấy cho em Nga cũng rất là xinh. Áo này có 4 màu, đen, be, vàng mơ và tím. Màu nào cho em cũng xinh. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn ạ. Đấy ạ. Em dơ lại 4 màu nhá, còn bây giờ số lượng thì em không rõ đâu. Đấy ạ. Nên chị yêu nào lấy thì comment. Bây giờ em sẽ qua tiếp theo, mẫu áo tiếp theo này. À, nhìn nó đỡ bị mờ chưa nhỉ? Chị Dung Hoàng M3 size gì nhỉ? Ok ạ. Em lên mã tiếp theo nha. À, chị nhớ có cái mẫu gì chị về được rồi nhỉ? À, cái áo này em lên cái mã này, nên cho em một cái mã này đi, cái mã cái pha sợi cừu đó nhỉ, cái mã kẻ pha sợi cừu, mã len pha sợi cừu. Rồi cho em lên mã tiếp theo các chị yêu nha. M3 size LXL ạ. Chị Lưu Trương M4 màu đen ạ. Chị Nữ Đá M3 size LXL ạ. Chị Nguyễn Gấm đổi cho chị màu be M4 ạ. Rồi ạ, tiếp theo cho em Nga nhá. Nên cho em mẫu tiếp theo. Mẫu này em có các màu như sau. Trời ơi, toàn màu đẹp thôi. Mẫu này em về mỗi màu được không nhiều lắm. Đẹp quá mà em về không được nhiều lắm. Em có 5 màu tất cả. Đây ạ. Áo này của em Nga nó là áo len pha mông tơ ki pha sợi cừu các chị yêu nhá, nên là nó mềm. Ủa, kiểu này các chị yêu xinh không ạ? Đẹp không các chị? Xinh quá. Đây ạ, nhìn cho em Nga cái cách phối các chị yêu ơi. Cái áo này của em Nga, các chị yêu nhìn cho em cái cách phối nhá. Áo này thì em bao vừa hết cho các chị yêu từ 45 cân cho đến 65 cân đổ về em chốt đơn. Mà cái áo này vào xong ấm hẳn luôn các chị ạ, bởi vì nó là len nhưng mà len pha sợi cừu các chị ạ, nên là nó có cái độ đầm hơn, dày hơn, ấm hơn các chị yêu nhá. Cái chất liệu kia nó là mông tơ ghi,
đấy ạ, mông tư ghi. Còn cái này của em Nga nó là len pha kiều các chị yêu nhá, đấy ạ, nên nó ấm hơn, nó các chị yêu mặc nó sẽ đầm hơn, dày hơn, và nó là hàng chính hãng của FCR. Đấy ạ, em có màu em đang mặc này, nâu pha cam này, nâu pha kem pha cam nhá các chị yêu nhá. Áo này của em Nga là nâu pha kem pha cam đấy, để em lên hát hết các màu, sau đó thì để em đọc xem là áo này em có, em gọi nó là những màu gì, các chị yêu hẵng chốt nhá. Không là thật sự là cái màu, cái áo này này nó pha 3 loại màu, cho nên là em xin phép để em lên hết các màu đó. Chung chị M3 và M4 màu đen ạ. Ok ạ. Đây ạ. Cái này của em Nga này, pha cốm, pha nâu và pha cam này. Đấy. Thì em nghĩ là cái màu này em gọi nó là cam này, màu này em gọi nó là cốm này, em gọi theo một cái tông này đi, vì có hai tông giống nhau. Em tài chị ạ. Áo này xinh quá. Yêu nào dinh áo này chốt ơn cho em nha. Màu này tiếp theo là màu đỏ này. Siêu sướng luôn các chị yêu. Cách phối của nó quá là xinh, xinh sang, độc lạ, khác biệt, không đụng hàng. Màu này là màu xanh này. Áo này em có 5 màu các chị yêu nhá. Màu nào cho em cũng đẹp, 5 màu cho em nha. Áo này em có 5 màu này. Ôi, màu nào cũng xinh, màu nào cũng xinh các chị yêu ạ. Xuất sắc luôn cho em nha, là đỉnh luôn rồi. Màu cuối cùng, màu này là màu gì? Màu này em chưa biết gọi là màu gì. Màu này chắc là lâu đậm đúng không? Áo này có 5 màu, màu gì cũng đẹp. Rồi, áo này của em Nga nó là len pha kiều các chị yêu nha. Len pha kiều các chị yêu sẽ thấy cái độ len pha kiều thì bao giờ các chị yêu có thấy là độ ấm hơn này, mềm hơn này, mịn hơn này. Sờ tay cảm giác các chị yêu cảm giác nhiều khi các chị em bảo là cái kiều ấy, các chị yêu sờ vào ấy, nó mướt, nó mềm và nó mịn như da em bé các chị yêu nha. Đấy ạ, thì cái đấy nó có pha sợi kiều. Cái này của em Nga không phải là, nó không phải là sợi kiều hoàn toàn, bởi vì nếu mà là len kiều hoàn toàn chắc chắn nó rất là đắt. Các chị yêu nói em, nên là em nói rõ nhá, là len pha sợi kiều. Nên các chị yêu thấy là nó có độ ấm, độ mềm, độ mịn. Đấy ạ, và độ nhẹ. Còn đương nhiên mà len kiều hẳn thì các chị yêu đương nhiên nó sẽ rất là cao rồi. Đấy ạ, cho nên các chị yêu sẽ thấy ạ, mua ở đâu em Nga nói hàng gì, em nói đúng như vậy luôn. Đấy ạ, cái này của em Nga là len chứ không phải là mông tư ghi các chị yêu nhá. Nên là những chị yêu nào mặc cái áo này thì các chị yêu sẽ thấy có độ khác hẳn luôn các chị yêu. Ấm, mềm, mịn, nhẹ, nhưng mà lên cái màu nó rất là xinh luôn. Các chị yêu có thể mix với quần jean, quần âu, quần vẩy, hoặc những cái cách phối như thế này cho em Nga này. Các chị yêu mix với chân váy cho em Nga, nó rất là lạ luôn. Các chị yêu mix cho em với chân váy xòe, nó rất là lạ luôn. Mình còn chân váy không nhỉ? Cho chị cái này, chị mix với chân váy đi. Em đảm bảo cái này mà mix với chân váy đen, các chị yêu lên tông cực kỳ, chân váy von ấy. Đấy ạ, rất là lên tông khi mà mình mặc một đồ luôn. Đấy ạ, một là các chị yêu có thể mặc như em Nga đang mặc, nó cũng rất là trẻ trung rồi nha. Nhưng mà chị yêu nào thích yêu yêu, mềm mềm một chút xíu, nhưng mà thích lạ một chút xíu, các chị yêu mix cho em chân váy thì tự dưng nó sẽ lên một tông luôn cho em Nga. Ừ, ok, để đấy cho chị chờ chút xíu. Đấy ạ, nên chị yêu nào mà đang kiếm tìm cho em một cái chiếc áo len pha sợi kiều như em Nga đang mặc thì comment cho em Nga, áo sẽ là mã M5 các chị yêu nha. Màu em đang mặc này, màu đầu tiên em gọi nó là màu cam nha. Màu đầu tiên em gọi nó là màu cam. Màu thứ hai em gọi nó là màu xanh. Đấy ạ, màu thứ ba em gọi nó là màu đỏ. Đấy ạ, màu thứ ba em gọi nó là màu đỏ các chị yêu nha. Màu đỏ này. Màu thứ tư em gọi nó là màu cốm. Màu cốm chính là màu vàng chanh các chị ạ. Màu cốm này, màu cốm nó có một cái lẽ này là màu cốm. Và màu thứ năm em gọi nó là màu nâu nha các chị yêu nha. Em gọi nó là màu nâu. Đấy ạ, màu nâu đậm như thế này. Màu nâu đậm nha các chị yêu nha. Đấy ạ, em gọi nó là màu nâu. Đấy, nên chị yêu nào lấy thì cứ comment cho em đúng cú pháp là áo em đang mặc là M5 nên pha sợi kiều rất là đẹp, cực kỳ sang, mức giá cho em Nga này 330.000 cho em áo này. Áo này có mức giá 330.000, chị yêu nào nhanh tay thì được các chị yêu nhé. Đẹp, sang, xịn, chất ngất luôn cho em Nga. Mà mức giá quá là tuyệt vời, chỉ có giá là 330.000. Đấy ạ, yên tâm luôn về cái kiểu dáng thiết kế cũng như màu sắc, trời ơi, rất là xinh và cực kỳ đẹp. 330.000 cho em áo này, nên chị yêu là lấy thì nhanh tay comment cho em nha. Màu em đang mặc là màu cam này, màu cam này, màu nâu này, màu xanh này, màu đỏ này, màu vàng, màu cốm này, em gọi nó là màu vàng cốm này, và màu nâu các chị nhé. Màu nào cũng đẹp, 65 cân đổ về em chốt đơn, màu nào cho em cũng xinh, nên chị yêu là lấy thì nhanh tay. Em chốt cái màu cam trước này, đẹp quá, không có một điểm gì để chê cho em thiết áo này. Đấy, chị yêu nào lấy quần chốt đơn quần, chị yêu nào lấy áo chốt đơn áo nhé. Năm tài M4 màu đen ạ. Ok ạ. Nhất định M3 chân M. Ok ạ. Yên Hòa M5 màu cam ạ. Ok ạ. Chị yêu nào lấy cứ comment cho em Nga đúng cú pháp để em chốt đơn. Đấy ạ, comment cho em đúng cú pháp để em Nga lên đơn nhé. Đẹp, sang, xịn và chất ngất cho em Nga luôn rồi. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga. Mã cho em Nga là M5 ạ. Áo em đang mặc là M5 các chị yêu nhé. Nên chị yêu là lấy M5 comment cho em đúng cú pháp là M5. Đẹp, sang, xịn và quá đỉnh luôn cho em nha. Đây,
Các chị yêu mặc cho em như thế này. Em xin phép được kéo cái quần lên một tí xíu nhá. Đây. Em nói thật sự em mặc em kéo cái quần lên một chút xíu đây. Em mix lên cho các chị yêu như thế này. Đó, các chị yêu thấy không? Em bảo mà cái kiểu thiết kế này các chị yêu nào mà dinh những cái váy này của em Nga rồi, cái váy này mình còn không nhỉ? Hay là hết rồi? Nói thật váy nhà em Nga cứ đến đâu là hết, lâu lắm rồi em chưa về được váy các chị yêu ạ, từ hôm đấy đến giờ luôn ấy. Mà em đặt ấy nhưng mà chưa có váy về luôn. Bởi vì sao ạ? Mùa thu đông chị em mình mặc cái váy này á, dễ mặc vô cùng luôn. Đấy ạ, và mặc cho em phối đồ cho em Nga này. Đây. Đơn giản nhẹ nhàng, sau đó thì các chị yêu mặc cho em như thế này thôi, đi cho em đôi tất thôi. Rất là xinh, không cầu kỳ, không diêm dúa. Em đang mặc với quần á, chị yêu nào lấy quần legging ở bên trong của em Nga, quần quả bơ này thì cứ chốt đơn quần quả bơ nha. Còn chị yêu nào lấy váy này thì cứ comment cho em váy. Váy này của em Nga nó chính là váy đây này. Váy này là cái váy à, ừ đấy. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga. Váy của em Nga có mức giá là bao nhiêu nhỉ? Váy này là 370 đúng không? Váy của em Nga đang mặc có mức giá là 370.000. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn cho em Nga. Đơn giản nhẹ nhàng, mềm mại, dễ mặc và cực kỳ xinh. Ôi mặc cái này quá sang, quá trẻ, cách phối của nó quá đỉnh luôn rồi. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga. 65 cân đổ về em chốt đơn áo nhá. Áo của em Nga là mã M5. Ôi mặc lên sang các chị yêu ơi, cao này. Em nói thật sự những cái chiếc váy của nhà em Nga làm cho các chị yêu mặc lên rất là hách dáng luôn. Mặc mùa thu đông các chị yêu phối đồ lên cho em Nga cực kỳ đơn giản nhẹ nhàng nhưng rất là xinh, không cầu kỳ, không diêm dúa. Các chị yêu sẽ thấy mặc đồ nhà em Nga nhá, không cần cầu kỳ, không diêm dúa đâu ạ. Nhưng mặc lên nó rất là sang, nhẹ nhàng, nữ tính, mềm mại và rất là yêu luôn. Lịch sự luôn các chị yêu nhá. Nên khi nào các chị yêu đi đâu các chị yêu cứ phối đồ cho em Nga thôi, không cần phối cầu kỳ. Đấy ạ, với những cái đồ nhà em Nga lên, đấy ạ, em lựa chọn cho các chị yêu rồi, các chị yêu rất dễ phối đồ. Đấy ạ. Váy thì nó có đợt mà các chị yêu đã mua váy này của em Nga rồi đúng không ạ? Thì các chị yêu về phối cho em những chiếc áo như thế này. Quá là xinh luôn, cực kỳ tuyệt vời. Em đang mặc màu này là màu cam nhá, bây giờ sẽ mặc sang màu tiếp theo. 65 cân đổ về em cho đơn áo á. Áo em có 5 màu nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay. 65 cân giá là 330.000, chân váy của em Nga là mã M 6 đi ạ, mức giá là 370.000 chân váy. Chân váy này em vô vừa hết cho các chị yêu 68 cân đổ về em cho đơn nha. Đấy ạ, đẹp sang xịn. Màu em đang mặc là áo màu cam 330. Bây giờ em sẽ mặc sang màu cốm này. Đấy ạ, áo này xinh quá. Chị Yên Hòa M5 màu cam ạ. Ok ạ. Chị Yên nào M5 màu nâu. Ok ạ. Chị Nguyễn Xuyến M5 cho em màu ạ. Các chị yêu nào lấy M5 cho em thêm màu nhá. Màu em đang mặc là màu cam này. Bây giờ em sẽ mặc sang màu cốm á. Chị cái màu cốm này xinh lắm. Áo này xinh. Kim Duyên M5 màu cam ạ. Xinh vô cùng. Áo này em phải nói là quá xinh luôn. Màu nhá các chị yêu, màu nào cũng xinh luôn. Em phải khẳng định áo này em mặc lên 5 màu các chị yêu sẽ thấy bảo Nga ơi cái màu nào cũng đẹp, bởi vì cái cách phối màu của nó ấy, các chị yêu, cái áo này nó đẹp là do cách phối màu ấy. Phối màu của nó phối 3 tông màu nên khi mà mặc lên ấy, nó rất là ấn tượng các chị yêu nhá. Nó ấn tượng, nó nhẹ nhàng đấy các chị yêu thấy không ạ? Nó rất là ấn tượng, nó rất là nhẹ nhàng, rất là hài hòa luôn. Cái chiếc áo cách phối màu của nó rất là hài hòa, bởi vì tông này nó không phải phối tông trắng này, tông của nó là tông kem này, xong nó phối một chút ánh nâu mềm này, đấy ạ, và một chút thôi, cứ mỗi một chút là nó phối một chút màu, cho nên khi mà mặc lên nó rất là hài hòa, nó đơn giản, nó nhẹ nhàng, nó tinh tế các chị ạ. Và cảm giác khi chị em mình mặc những cái áo phối màu như thế này nó rất là sang nhá. Đấy ạ, mặc lên cực kỳ sang và rất là trẻ luôn. Trời ơi, yêu và cảm giác lạ. Nhìn nghiêng một chút xíu thì thấy là ánh nâu đúng không ạ? Nhìn nghiêng sang này một chút xíu thì lại thấy ánh gì ạ? Ánh Nga, ánh này ánh cốm các chị yêu đúng không ạ? Đấy ạ, đằng sau là các chị ơi, nhìn cho em nha. Nó rất là đẹp luôn. Khi mà mặc hẳn đằng trước thì lại sao ạ? Ba tông màu thấy cam cam. Đấy ạ, thấy cam cam nâu nâu rồi pha ánh kem. Mặc lên nó rất là lạ nên nhìn nó rất là xinh luôn, cảm giác rất là tuyệt vời. Thực sự là cái gam màu cách phối của cái áo này nó quá đẹp. Nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn nhá. Số lượng em về không nhiều, bởi vì em cũng phải thử với các chị yêu. Em cũng phải thử cho nên những chị yêu nào lấy nhưng em thấy nó đẹp quá, đẹp quá em sẽ bù với các chị yêu. Mà chất của nó là chất len pha kiểu, rất là xinh luôn các chị yêu. Áo này xinh, em phải khẳng định là những chị yêu nào dinh được áo này sẽ cực kỳ mê luôn. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn ạ. Bây giờ em sẽ mặc sang màu tiếp theo. Áo em đang mặc là M5. Còn quần em đang mặc sẽ là váy em đang mặc là M6 nhá. M6 cho chị Dung Hoàng một chân váy này. Chị chân váy ngắn xòe có được không? Chị chân váy ren ngắn xòe có được không? À áo này chị mặc với chân váy gì cho em cũng được. Mấy nữa chị mix cho em với những cái chân váy ren xòe ngắn cũng được nhá chị yêu. Cái váy mà các chị yêu mặc cho em này, chân váy ngắn ngắn dài đây này cho em Nga này đều được hết nhá.
đều được hết ạ. Áo này các chị yêu cứ mặc cho em Nga thoải mái, các chị yêu cứ bung lụa cho em Nga đi ạ. Dễ mặc vô cùng, cách phối này nó rất dễ mặc đồ. Riêng cái áo này của em Nga rất dễ mặc đồ luôn, cực kỳ xinh, mà chất của nó là len pha sợi chỉ, mềm mịn nhẹ, cảm giác sờ mượt, các chị yêu nhé, rất là êm luôn. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Áo này thì các chị yêu mặc vào thu đông cho em Nga nhé. Đấy ạ, vì là nó là len. Áo len pha len tối qua là mã mấy em nhỉ chị Tâm Thành ơi? Bây giờ chị hỏi em thì em không nhớ là áo mà mấy nữa chị Tâm Thành ơi. Pha len em có mấy mã không? Nên chị bảo chị lấy mã nào thì báo em với. Bây giờ em đang mặc đây là màu tiếp theo là màu nâu này. Em mặc màu cam rồi nhá, màu cốm rồi nha. Bây giờ em mặc là màu nâu này, màu nào cũng đẹp. Áo này màu nào cũng đẹp luôn nhá. Năm nâu màu nào cũng xinh. Đây ạ, à, màu nâu này. Xinh quá chị yêu. Áo này quá xinh luôn. Không có một điểm gì để chê cho em Nga cái áo này. Màu gì cũng nhẹ nhàng thôi. Vừa nhẹ nhàng, vừa đẹp, vừa xinh, vừa đơn giản. Không cầu kỳ, không diêm dúa. Nhưng mặc lên rất là sang và rất là trẻ các chị yêu nhá. Ai mặc lên cho em cũng đẹp. Đấy ạ, à, nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Xinh quá. Áo này xinh các chị yêu ạ. Màu xinh. Trời ơi, xinh quá. Đấy ạ à. Có những cái chiếc áo nó không cầu kỳ, không diêm dúa, không nòe nòe đấy ạ. Nhưng mà nó cái tông màu của nó các chị yêu nhá, toàn những cái gam màu, kiểu gam màu nó rất là nhẹ luôn thôi. Đấy ạ, nó không bị sắc màu quá. Đấy ạ, nên khi cách phối vào với nó rất là hài hòa luôn. Áo này rất là nhẹ nhàng, đơn giản. Nên chị yêu nào đang kiếm tìm cho em chiếc áo len như em Nga đang mặc thì nhanh tay chốt đơn nhé. Màu em đang mặc là màu nâu, rất là tây luôn rồi. Áo này quá là, rất là tây luôn. 65 cân đổ về em chốt đơn, mức giá cho em Nga là 330.000. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn. Chuẩn hãng của FCR các chị em nhá. Áo này của em Nga là hàng chuẩn hãng FCR. Đấy, 330.000. Mã cho em Nga là M5. M5 màu cốm cho chị Phượng Hoàng kit. Ok ạ. À. Chị Dung Hoàng áo M6 ok rồi ạ. À. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay nhá. Áo này em không còn nhiều đâu nên chị yêu nào lấy thì phải nhanh tay cho em Nga. Chân váy là 370, còn áo em đang mặc có giá là 330.000 thôi. Màu đẹp quá. Em nói thật sự luôn nhá. Áo này yên tâm em sẽ bù cho các chị yêu. Cái này yên tâm em sẽ bù, bởi vì thật ra là cái tầm thời điểm này các chị yêu sẽ chưa, nhiều chị yêu sẽ chưa cảm nhận đâu. Nhưng khi mà các chị yêu sẽ thấy ạ, vì bản thân em mặc cái này len pha sợi cừu này, em đang thấy là nóng này này. Bởi vì sao, em đang mặc trong là quần lót nông nha. Em đang mặc trong là quần lót nỉ. Đây, em đang mặc trong là quần lót nỉ. Sau em lại phủ thêm một cái váy như này ra ngoài. Sau em lại mặc áo len pha sợi cừu. Cho nên nó rất là đang ấm nóng nha các chị yêu. Vừa xong em mặc váy không, đấy ạ. Nên các chị yêu mặc, các chị yêu sẽ thấy khi mà đến lúc mà lạnh lên, các chị yêu mặc như thế này cho em Nga. Trời ơi, vừa đủ ấm, vừa xinh, vừa nhẹ nhàng. Và các chị yêu có thể mặc đúng cho em một cây như thế này thôi, hoặc mix cho em với quần thôi, cho em cũng rất là xinh, không cần cầu kỳ. Đấy, ngồi đơn giản như này, đầu tiên mình đi làm khoác cho em một cái áo khoác. Còn sau khi mình đến nơi cơ quan công sở, mình có thể bỏ cái áo khoác ra cho em Nga. Mặc một cái áo này với một cái quần bên trong của em Nga, nó đã rất là đủ ấm cho các chị yêu luôn rồi. Nên chị yêu nào đấy thì chốt đơn, đẹp quá. Đơn giản nhẹ nhàng, không cầu kỳ, không hoa lá gì cả. Còn ai thích mặc váy thì chốt em váy cho em Nga. Đấy, váy thì các chị yêu có thể mix thêm với lại những cái quần tất cho em Nga. Đấy, nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhé. Áo em đang mặc rất là ấm luôn. Em đang mặc cả kiểu ba cái kiểu như này vào là em đang thấy là ấm nóng luôn này các chị yêu ạ. Đấy ạ. Nên chị yêu nào lấy chốt đơn cho em Nga. Bây giờ em sẽ mặc sang màu tiếp theo. Ai thích màu xanh và màu đỏ thì comment cho em màu xanh màu đỏ. Của áo này em yên tâm em sẽ bù cho các chị yêu, bởi vì áo này các chị yêu mặc lên nó mềm mại và cái họa tiết nó rất là xinh. À, nên chị yêu nào lấy chốt đơn nhé. Chị Nguyễn Nguyễn Thị Hà M5 màu nâu ạ. Chị Huyên Đào M5 màu nâu ạ. Chị Nguyễn Xuyến M5 ạ. Các chị yêu phải cho em thêm màu nhá, bởi vì áo này số lượng sẵn em không nhiều đâu. Nên là các chị yêu lấy phải cho em rõ màu đấy, không em không chốt được đơn đâu ạ. Màu à, màu cam này, cốm này, nâu đúng không? Chị yêu ạ, phải cho em rõ màu nhá, bởi vì nếu không là sẽ... Đây, đẹp không các chị? Đây pha xanh này. Ai thích xanh này, pha xanh cho em nha. Chị yêu nào mặc với cái tông mà kiểu nó có tông xanh ấy, đấy phối xanh cho em nha. Áo này em khẳng định với các chị yêu là đẹp. Các chị yêu cứ lấy cho em hai chiếc thay đổi đấy. Cách phối màu cho em Nga rất là sang, rất là tây luôn. Rất là tây luôn, dễ mặc vô cùng nhá. Áo này dễ mặc vô cùng mà lại cực kỳ tây. Mix váy cũng đẹp, mix quần cho em cũng rất là xinh. Em bỏ váy nha. Bây giờ em bỏ váy này, em lên quần này. Xinh quá luôn nhá. Tại vì em thấy nóng quá rồi. Nên em phải bỏ váy. Để em kéo cái quần xuống. Chị yêu nào lấy quần em đang mặc là M3 cứ chốt đơn M3 nha. Đây. Các chị yêu thấy không ạ? Em từ nãy giờ nhá, em kéo cái quần lên.
mà em bỏ váy ra các chị yêu nhìn này, không có một chút xíu nào đấy ạ, bị đây, quần đây, quần của em đây ạ. Đấy, quần em kéo xuống đây, các chị có thấy không ạ? Sướng vô cùng luôn, quần rất là dễ mặc, cực kỳ sang xinh luôn. Đây ạ, mít quần cho em nha, đẹp không các chị? Đơn giản vô cùng nhưng mà lại rất là sang, màu gì cho em cũng sang. Mặc chân váy thì mềm mại, nhẹ nhàng, đấy ạ, lịch sự, rất là sang và rất là kiêu sa luôn. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Còn khi mặc quần thì các chị có thấy không ạ? Vừa thoải mái, vừa dễ chịu, đã vừa khỏe khoắn nhưng mà lại rất là nữ tính các chị yêu nha. Cái nào cho em cũng xinh. Ôi, đứng như thế nào cũng rất là đẹp luôn các chị ạ. Cái bản màu của nó rất là đẹp luôn. Áo này xinh quá. Nó biến màu 5 màu cam địa chỉ mới ạ. Ok ạ. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhá. Em đang mặc áo này là một tông màu xanh đây ạ. Comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn. Len nhá, áo này của em Nga là áo len pha kiều các chị yêu nhá. Nó không phải là mông tơ ghi đâu. Mông tơ ghi các chị yêu sẽ thấy nó có độ mỏng mềm hơn, còn áo len thì nó sẽ dày hơn. Dày hơn, đầm hơn, nhưng mà len pha sợi kiều thì nó sẽ cảm giác nó mềm, nó mịn đấy ạ, nó nhẹ và sờ cảm giác nó mướt nhá, rất là thích luôn. Nên chị yêu là nó chốt đơn, nó có độ ấm nữa. Len pha kiều bao giờ cũng ấm. Đấy ạ, nếu mà các chị yêu nào mà mua đồ mà có pha sợi kiều các chị sẽ thấy nó rất là ấm. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn nha. Ui, mờ thế nhỉ. Các chị yêu ơi, các chị yêu xem nó có bị mờ không nhỉ? Ôi, từ lãi đến giờ mờ như thế này ạ. Ôi, em nói thật sự luôn, em cảm ơn các chị yêu rất là nhiều luôn. Từ nãy giờ em nói thật sự luôn, bây giờ em mới nhìn em nói thật sự luôn. Cái áo của em nó đẹp như thế này mà em nên nó mờ như thế này, bảo sao mà các chị yêu không cảm nhận được cái áo nó đẹp. Em nói thật sự luôn, bởi vì nó mờ như thế này cơ mà. Ơi, áo nó đẹp thế này mà sao nó nên mờ thế nhỉ? Thôi lúc nào em nên đầu like cho các chị yêu. Cái áo này, quần đang mặc mã M3. Quần em đang mặc là mã M3. Em nói thật sự là em cảm ơn các chị yêu, bởi vì sao? Các chị yêu chân quý em, tức là mua gần như nếu mà mờ như này là các chị yêu mua của shop em là mua bằng niềm tin đấy. Em nói thật sự luôn. Em nói thật sự luôn, bởi vì em nhìn này, nó nhòe như thế này, còn không rõ được tông màu, cảm giác nó nhìn nó cứ nhòa vào mắt. Mà các chị yêu đặt hàng cho em Nga từ nãy đến giờ là em nói thật sự là em thật sự là chân quý luôn. Bởi vì sao? Các chị yêu đang mua đặt hàng bên em là bằng niềm tin với em Nga, cho nên là các chị yêu yên tâm, em sẽ không để các chị yêu thất vọng đâu ạ. Em không để các chị yêu thất vọng đâu, thật sự luôn. Uầy, nhòe như thế này, trời ơi. Em là cứ thế em lên thôi, bởi vì em cứ thế là em lên ấy, bởi vì là cái ảnh cái trên cái màn hình chính này của em Nga này, em chỉ bị ẩn mất comment thôi, chứ em không biết là nó bị hình ảnh nó bị nhòe. Đấy ạ, em chỉ mất comment thì khi nào em vào nhìn máy này em mới biết này, máy phụ này em mới biết thôi. Đấy ạ. Bây giờ em sẽ mặc màu cuối cùng nhá, là màu đỏ của cái áo này. Em mặc màu cuối cùng nhá. Đây, em mặc màu cuối cùng với áo này. Trời ơi, sao nó nhòe dữ vậy ạ? Ngô Hương Diệu M4 màu be ạ. Ok ạ. Áo em đang mặc là M5 ạ. Áo em đang mặc là M5 các chị yêu nhá. Áo em đang mặc M5. Đây ạ, ai thích màu đỏ một chút xíu này, ai thích mà vào ví dụ như các dịp Tết này, du xuân một chút xíu, nó có pha một chút tông đỏ đấy ạ, và cách phối như thế này, thì các chị yêu chốt đơn cho em là áo này màu đỏ các chị yêu nhá. Comment cho em đúng cú pháp này, em chốt đơn 65 cân đổ về em chốt đơn. Đẹp, sang xịn và cực kỳ chất cho em nha. Nên chị yêu nào lấy thì cứ comment cho em đúng cú pháp này em Nga lên đơn. Đấy ạ, chiếc quần này thì mặc siêu sướng rồi. Nếu mà chị yêu nào tin em Nga cứ dinh cho em cái quần M3 này. Chị yêu nào, nếu mà chị yêu nào ở vùng miền xứ lạnh các chị yêu nha. Đấy ạ, đặc biệt là những chị yêu nào mà hay phải đi ra ngoài đường này, hay phải đi gọi là vào những cái đi làm hoạt động vào những cái trời đông giá rét ấy. Đấy ạ, các chị yêu hay phải đi ngoài nhiều, các chị yêu cứ dinh cho em cái quần M3 này, nót nỉ cho em nha. Mặc siêu sướng cho em Nga và cực kỳ ấm nhá các chị yêu nhá. Mặc lên đó, nó vừa gọn dáng này. Đấy ạ, vừa thu gọn vòng hai này, mặc lên nó lại rất là ấm luôn, mà cảm giác lại thoải mái, dễ chịu, co giãn, đàn hồi. Mặc lên không gò bó, không có chịu cho em nha. Mặc là cảm giác mặc như không mặc luôn, mặc quần nót nỉ ạ, vừa giữ ấm nhưng mà mặc như không mặc luôn. Đấy ạ, nếu mà chị yêu nào đang kiếm tìm cho em một cái quần nót nỉ như vậy thì các chị yêu chốt đơn cho em cái quần này là M3. Đấy ạ, quần checking quả bơ nhá. Đấy ạ, rất là đẹp như thế này. Đấy ạ, bên trong của nó là nỉ xanh. Đấy ạ, nỉ xanh cho em nha. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Đây ạ, quần em đang mặc đây ạ. Đấy ạ, đủ size cho các chị yêu đến 67-68 cân. Còn áo em đang mặc là M6, mức giá là 330.065 cân đổ về em chốt đơn. Màu em đang mặc là màu đỏ nhá. Đấy ạ, áo em đang mặc là M5. Rồi bây giờ em sẽ sang màu tiếp theo, mã tiếp theo này. Chị Vũ Thị Thế chân váy M6 ạ. Ok, chị Vũ Thị Thế chân váy M6 em chốt đơn ạ. Chị Nguyễn Thu Hiền hỏi M3 44 cân mặc cho em size S ạ. M44 cân mặc cho em size S nhá. Rồi cho chị cái
nốt cái màu nâu kia, hôm qua còn sót một cặp kìa, cái áo màu nâu cuối cùng ấy. Mà cái áo đấy còn sót một cặp đấy. Đây, cái này em nói thật sự là em về còn sót một cặp. Đây, còn sót đúng một cặp như thế này. Đây, các chị yêu nha, em nên nuôi cho các chị yêu luôn. Chị yêu nào may mắn thì còn được nữa này. Đây ạ, cái áo này của em Nga thì quá hot luôn rồi. Cái này là hôm qua là lên là hết sạch này. Đây là hôm nay em sót được một cặp nữa này. Tức là về em về như kiểu nó nóng cọc ấy, xong nhiều thì nó bị sót, các chị yêu nó nẫn vào một cái mã. Yêu nào nhanh tay thì chốt được áo này. Áo tiếp theo của em Nga là M7. Chị yêu nào nhanh tay thì chốt được các chị yêu nha. M7. Một chiếc áo tay phối lụa bản màu nâu. Lần nào em nên cũng hết hàng. Riêng áo này. Đấy ạ, nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga. Comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn này. Đẹp không ạ? Áo này của em Nga là mông tơ ghi các chị yêu nha. Mông tơ ghi tay phối lụa bản màu nâu rất là tây. Và các chị yêu nhìn cho em Nga, áo này cực kỳ đẹp luôn. Đấy, tông này em còn sót đúng một cọc nữa. Hôm nay chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em áo này. 65 cân đổi về em chốt đơn. Đẹp, đơn giản, nhẹ nhàng và cực kỳ sang xinh. Áo này của em Nga là mã M7 của em nha. Áo này của em Nga là mã M7. Chị yêu nào lấy M7 chốt đơn cho em M7. 330.000. Đẹp, sang xịn, xuất sắc lỉnh luôn á. Tay phối lụa mềm. Đấy ạ, họa tiết này, các chị yêu nhìn cho em Nga. Áo này nó rất là sang luôn, chất này. Cận chất cho em Nga, 65 cân đổ về em chốt đơn. Đấy ạ, các chị yêu nào nhận được áo này thì em Nga khen nức nở rồi. Đấy ạ, thì các chị yêu cho em Nga feedback nha. Còn chị yêu nào chưa lấy thì dinh luôn cho em Nga là M7 đi ạ. M7 các chị yêu nhá, chị yêu nào nhanh tay thì được. Đây là em còn sót một cặp đấy, còn ngày hôm qua áo này em lên lần nào cũng hết hàng. Đấy ạ, mà em về hôm trước là em trả cho các chị yêu biết rồi. Đấy ạ, nên chị yêu nào lấy thì phải nhanh tay. M7 em chốt cho chị Hồ Phụng 1M7. Chị yêu là khách mới nhớ cho em xin số điện thoại nhá. Hồ Phụng chốt cả M3 nữa. Ok, chị Hồ Phụng 1M3 và 1M7 em chốt đơn ạ. À, chị Xoan Nguyễn Thị 1M7 này. Chị yêu nào lấy M7 nhanh tay đi ạ. Chị Lại Hương Gia 1M7 này. Chị Lại Hương Gia 1M7 em chốt đơn ạ. Chị yêu nào lấy M7 nhanh tay đi ạ. Comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn. Đẹp, sang xịn, chất liệu lụa như thế này. Quá là xinh luôn rồi, nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhá. Comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn. 330.000 thôi ạ. Chị Vũ Thị Thế 1M7, 65 cân em chốt đơn. Áo này không có một điểm gì để chê cho em nha. Càng mặc càng mê, càng mặc càng ưng ạ. Khách mới nhớ cho em xin số điện thoại và ngày hôm sau các chị yêu để ý nhá. Để ý điện thoại các bạn ấy sẽ gọi cho đơn. Bởi vì sao ạ? Các chị yêu chỉ để ý cho em Nga đúng một lần đầu thôi. Đấy ạ, còn nếu mà các chị yêu mà bỏ lỡ thì em đảm bảo là cái áo này các chị yêu lại đợi đấy. Bởi vì thực sự luôn, không có lúc nào mà em Nga không cháy cái áo này. Nên chị yêu nào lấy chốt đơn. Comment cho em đúng cú pháp là M7 ạ. Chị Huyền Đào 1M7 em chốt đơn này. Chị Phương Thảo Lương 1M7 này. Những chị yêu nào mà đã chốt hôm qua nhà em đọc tên rồi thì đừng comment lại nha. Đấy ạ. Và những chị nào inbox mà có hàng rồi là có nha. Các chị yêu nha. Chị Phương Thảo Lương này. Chị yêu nào khách mời nhớ cho em xin số điện thoại với ạ. Chị Vũ Huyền Thế. Đấy ạ. Em còn có mấy chiếc nữa thôi. Chị yêu nào nhanh tay thì được ạ. Chị quần em đang mặc là 370.000, áo em đang mặc là 330.000. Chị Vũ Thị Thế 1M7, chị Huyền Đào 1M7, chị Phương Thảo Lương 1M7. Áo em đang mặc là M7 ạ. Mức giá cho em Nga là 330.000. Đẹp, sang xịn, đơn giản, nhẹ nhàng, tay phối lụa, mông tơ ghi phối lụa, dễ mặc, ai cũng mặc được cho em Nga. Đấy ạ, cực kỳ sang xinh. Chị Dung Kim M7 nữa này. Chị Hải Yến này 1M7 nữa này. Chị Hải Yến, Hải Yến 1M7. Em còn 2M7 nữa là hết hàng luôn rồi. Chị Hải Hoa 1M7 ạ. Chị Hải Hoa 1M7 nữa. Em còn 1M7 cuối cùng. Chị yêu nào lấy M7 nữa thì ở chế độ dự phòng luôn rồi đấy. Nhanh lắm, em bảo cái áo này của nhà em Nga, em về bao nhiêu cũng không đủ mà. Áo này của em Nga em nói thật sự luôn, em về hôm trước về nhiều quá. Đấy ạ, nhưng mà cũng không đủ luôn. Chị Đỗ Nhài Hoa M7 ok ạ. M3 cho chị Nguyễn Huyền Thu. À, size S và size L, chị Nguyễn Huyền Thu một size S và một size L. Có nghĩa là SM và LXL đúng không? Chị Nguyễn Thu Huyền là lấy một quần là SM và một quần là LXL đúng không? Đúng không? Rồi ạ, ok ạ. Chị lên 10M7 nữa, ok ạ. Chị yêu nào lấy M7 nhá thì nhanh tay, và nếu chị yêu nào mà chậm tay thì các chị yêu chờ bù hộ em. Rồi cho em tiếp theo. Còn cái á, cái gì còn màu đen ở kia còn bao nhiêu chiếc cho mình? Mình kết M7 dự phòng ạ. Chị yêu nào lấy M7 ở phía sau dự phòng giúp em. Cái đấy còn bao nhiêu chiếc lên nốt luôn. Đây ạ, cái này của em Nga còn này. Cái này là đúng không? Cái này vừa xong em bảo chị là có một chị nào đúng không? Đấy. Đấy, chị lên luôn cho các chị luôn này. Thì con khơi có mấy chứ thôi, chị chốt cho 5 chị rồi nhá.
chốt được 5 chị, còn nếu mà mai ai còn thì em báo cho chị nào sau nhé. Cho dự phòng nhá. Em chốt được cái này được 5 chị thôi ạ. Em chốt cái này được 5 chị thôi ạ. Tiếp theo cho em nha. Quần em đang mặc là M3, chị yêu là pin em Nga cứ dinh M3 đi ạ. Tháng này em chốt được cho 5 chị yêu thôi. Quần em đang mặc là quần lót nỉ ạ, quả bơ nhá, cho chị yêu. Áo của em Nga này, áo này siêu đỉnh luôn ạ. Đây ạ, áo này em báo giá luôn này, 65 cân đổ về em chốt đơn, 340.000. Áo em đang mặc là 340, chị yêu là lấy thì nhanh tay ạ. Áo này em đang mặc là 340.000, chị yêu là lấy thì nhanh tay. Comment cho em đúng cú pháp là em chốt đơn, này siêu đỉnh luôn rồi, không có một điểm gì chê. Đấy ạ. Những áo này nói thật sự là lúc nào em nói thật sự là những áo này các chị yêu nhận hàng chỉ có mê luôn cho em Nga thôi. Tay phối lụa rất là sang, đẹp. Đấy á, mỗi tội em không có nhiều. Mỗi lần về có phải là không, em không phải em không muốn đặt đâu các chị yêu, mà là không có. Đặt nó không có. Mỗi lần về nó cứ được ít quá nó đẹp như thế này cơ. Đấy. Nên là chị yêu nào mà lấy nhanh tay, đẹp quá. Áo này xinh, tay phối của nó rất là xinh luôn các chị ạ. 65 cân đổ về em chốt đơn nha. Đẹp, sang xịn, đơn giản, nhẹ nhàng. Các chị yêu phối quần jean, quần âu, mọi thứ cho em đều rất là đẹp. Quá là chất luôn. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay cho em Nga này. Đẹp không các chị? Thì em kéo lại cái khăn cho nó cân một tí này. Xinh quá. Nên cho em Nga là M8 ạ, 340.000 nhá. M8 này của em Nga vào đắt hơn so với các mã khác là 15-20.000 đấy. Nhưng em vẫn dành cho các chị yêu là 340.000 thôi, em chỉ lấy 340 thôi. Em mặc dù em nhập nó đắt hơn những cái áo trước ấy, là tại vì cái áo mà các chị yêu cứ nghe giá là mỗi cái em nó lệch nhau đi một chút xíu, nó đều là mông tư ghi nhá, pha tay lụa đấy ạ, nó kèm theo lơ như thế này nữa. 340.000 cho em nha áo này, chị yêu là lấy thì chốt đơn. Comment cho em đúng cú pháp là chốt đơn, đẹp quá. Đơn giản nhẹ nhàng, mã M8 ạ. Mã M8 này chị yêu là lấy thì nhanh tay ạ. M8 của em Nga nhá, M8 này nó còn là chẳng qua là hôm qua là em lên cuối line shop còn lại đấy, nên chị yêu là lấy chốt đơn. 340 M8 ạ, 65 cân đổ về em chốt đơn. Áo này thì khẳng định với các chị yêu là nhận hàng cũng ưng cũng mê cho em nha. M8 cho chị Tâm đào một chiếc là chị yêu là nhanh tay thì được. M8 này những chị yêu là nhanh tay thì được, em khẳng định luôn. Đẹp lắm luôn, mỗi tội không có nhiều các chị yêu ạ. Mỗi lần về được có bao nhiêu đâu. Mỗi một lần về em nhớ cái áo này nhá, em về những cái dòng như thế này này. Em đặt nó cũng nhiều đấy, nhưng mà mỗi màu ví dụ em đặt ấy ví dụ như 20-30 chiếc một màu cũng, nhưng mà không về trả được đủ đâu các chị ạ. Cái nào mà trả được đủ là nó chỉ về cho em được một màu hai màu thôi thì nó mới được có 30 hoặc 50 chiếc. Đấy ạ, ví dụ như vậy các chị yêu nhá. Đấy, rõ ràng mình đặt nhưng mà nó không có. Đấy, nên chị yêu là lấy thì chốt đơn. Đấy ạ. Không như thế là không phải lúc nào nó cũng có đấy các chị yêu dinh cơ. Chị Tâm Đào này, một áo M8, áo em đang mặc có mức giá là 340.000. Màu đen nhá, tay phối lụa. Tay của áo của em Nga là tay phối lụa đây. Các chị yêu ngắm kỹ cho em Nga, cổ của nó là cổ bẻ và có cái nơ rất là xinh như này, đơn giản nhẹ nhàng. Mic chân váy cho em cũng xinh, mic quần jean, quần âu, mọi thứ cho em đều hoàn chỉnh. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Áo em đang mặc là M8 ạ. 300 đổi M7 sang M8 cho chị Đỗ Nhài Hoa. Ok ạ. Đổi M7 sang M8 cho chị Đỗ Nhài Hoa chốt đơn này. Chị Đỗ Nhài Hoa có đã được M7 không nhỉ? Có. Ok, thế thì đổi M7 sang M8 cho chị Đỗ Nhài Hoa. Đấy ạ. Chị yêu nào lấy nhanh tay đi ạ. Không, chốt thêm M7 cho chị Trần Thị Minh Tuyết lấy giữ phòng. Em chốt M7 cho chị gì? Trần Thị Minh Tuyết. Ok, em chốt M7 cho chị Trần Thị Minh Tuyết, em chốt đơn ạ. Áo này đẹp quá. Đây. Còn mỗi 7 chiếc thôi này. Hết là chị yêu là nhanh tay thì được này. Đấy ạ. Đẹp lắm luôn. Những cái áo này em đều bù rồi đấy ạ, nhưng mà mỗi lần bù không được nhiều đâu. Em đều bù rồi nhưng mỗi lần bù không được nhiều đâu, nên những chị yêu nào mà các chị yêu nào lấy chắc chắn chỉ có chốt trên line mới có. Chốt inbox còn những cái mẫu này không bao giờ có hàng. Đấy ạ. Những cái mẫu này của em Nga, các chị yêu nào mà chốt inbox, những cái mẫu mà các chị yêu để ý, những cái mẫu em lên cho các chị yêu, các chị yêu là chốt inbox gần như không có hàng. Đấy ạ. Bởi vì sao? Nó không có số lượng, nó không có số lượng nhiều. Chỉ chốt được chỉ gần như trực tiếp trên live thôi. Đấy ạ. M8 cho chị Dung Kim. Nên là những cái này các chị yêu cứ yên tâm luôn cho em Nga đi, bởi vì bản thân em nhập ấy mà em lấy về số lượng nhiều, em đặt mà không có nhiều là em biết. Đấy ạ. Cho nên là gần như là các chị yêu chỉ chốt được trên live thôi. Tức là có là chắc chắn có được trên live, còn các chị yêu mà kiểu inbox ấy gần như là không có. Có nghĩa là phải đợi. Có nghĩa là phải đợi. Đấy ạ, những cái áo này như vậy. Đây ạ, áo em đang mặc nhá. Em còn 2 chiếc cuối cùng cho 18.
chị yêu nào lấy M8 nữa thì chốt đơn. Rồi ạ. Chị yêu nào lấy M8 nữa thì chốt đơn nhá. Comment cho em đúng cú pháp là chốt đơn. Đẹp, sang xịn, đơn giản, nhẹ nhàng, không cầu kỳ, không diêm dúa. Đấy, rất là sang. Họa tiết báo này. Họa tiết báo nhá. Tay của nó là tay họa tiết báo trắng á. Màu của nó là bản đen. Đấy, nơ rất là xinh, 65 cân đổ về chốt đơn, mặc lên rất là sang, cực kỳ trẻ. Nên rất là đẹp luôn. Mix đồ lên rất là tây. Đây. Các chị yêu ngắm cho em cái áo này. Đẹp quá. Đơn giản, nhẹ nhàng và rất là xinh. Một chiếc áo mông tơ ghi. Đã, tay họa tiết báo nhá, màu tông màu họa tiết báo trắng này, đấy, trắng sáng với áo màu đen và thêm một cái nơ rất là xinh như thế này. À, áo này thì em bao vừa hết cho các chị yêu đến 65 cân đổ về chốt đơn, nên chị yêu là lấy thì comment cho em đúng cú pháp này, Nga lên đơn. Đã, mức giá cho em Nga là 340.000 cho em áo em đang mặc thôi. Chị yêu là lấy thì nhanh tay chốt đơn nhá. Còn bây giờ em xin phép được qua mã tiếp theo đây ạ. Đã, nên chị yêu là lấy chốt đơn. Rồi, em qua mã tiếp theo nha. Ok ạ, chị Huyền Đào đổi M4 sang M7 cho chị nhé. Ok, chị Huyền Đào đổi M4 sang M7. Chị Vũ Thế M8 ạ, chị Vũ thì Thế M8, ok. Rồi ạ, vậy là em còn một M8 cuối cùng. Em qua mã luôn, nên cho các chị yêu một mã này đi. Em lên một mẫu quần này đi. Rồi. Em lên cho các chị yêu một quần thể thao nhá. Quần thể thao cốt tông dày nhá, hàng của DBA. Các chị yêu, em nên cho các chị yêu một cái em quần này đi, rất là xịn. Quần này nó là quần thể thao. Để em nên, em nếu mà quần này để em mix với một cái chiếc áo này. Áo này em vừa mới về được này. Chị Dương Nguyễn M8 ạ. Ok ạ. Hết M8 luôn ạ. Đây ạ, chị yêu nào lấy thì cứ chốt đơn. Rồi em nên chỉ yêu một em quần. Quần này thì nó là quần cốt tông dày các chị yêu nhá, của DBA mẫu mới nhất luôn, em còn chưa up ảnh đâu. Em nên luôn cho các chị yêu. Up sau vậy. Em nên với một chiếc áo này. Rất là xinh. Đây. Em mix luôn cái áo siêu phẩm này nhá. M8 đang hết, hai chị đang đổi M4 sang M8 ạ. Chị Ben Ben và chị Trung Vũ Thị. Chị yêu nào mà đổi ở sau thì ở chế độ dự phòng em rồi. Rồi, cho chị cái đôi giày thể thao đi. Đây ạ, à, em lên cho các chị yêu một quần DBA nhé. Quần này thật ra là em định lên đầu like đấy, nhưng mà nó xen lẫn áo với các thứ này là em sẽ lên sau vậy một chút xíu. Này, em một chút xíu nhé, em nên quần, một chiếc quần cốt tông, quần của DBA, toàn mẫu đẹp thôi. Đẹp, đẹp chưa các chị? Cuối line. Những cái áo này em đang đặt mà không có hàng. Không biết bao giờ em về được để em lên cho các chị yêu. Các chị yêu thấy không ạ? Có những lúc không có hàng để lên. Bởi vì sao ạ? Không phải lúc nào cũng có hàng. Áo đây ạ. Áo này của em Nga thì nó là siêu phẩm luôn rồi các chị yêu nhá. Em đang mặc áo này là size M. Áo này em đang mặc là size M. Còn quần em đang mặc là quần cốt tông của DBA. Cái quần này của em Nga là quần cốt tông dày nhá, không phải quần cốt tông mỏng đâu các chị yêu nhá. Quần này nó là dày hơn. Mẫu này là mẫu mới em chưa up ảnh này. Đã, và quần này của em Nga nó có một dây chun như thế này. Rất là đẹp và cực kỳ sang xinh nhá. Quần em đang mặc em có size ML 3 size. Em đang mặc quần này là size S. Em có màu đen và màu trắng cho chiếc quần này. Các chị yêu nào mà thích mặc trẻ trung này, năng động, mặc thể thao, khỏe khoắn, mặc đi chơi được, mặc đi làm được, các chị yêu có thể dinh cho em cả cây như thế này.
vừa đẹp. Đấy là sự phối hợp cực kỳ khỏe khoắn, nhẹ nhàng nhé. Và mặc lên rất là sang, cực kỳ chất giữa áo len, giữa áo len với lại chiếc quần thể thao các chị yêu nhé. Đấy, nên chị yêu là lấy chốt đơn cho em Nga cái mã này. Rồi, em báo giá nhé. Áo của em Nga, áo của em Nga em đang mặc là size M. Mai chốt quần nắp nông cho chị nhé. Ok chị Thái Hải ạ. Chị Ben Ben đổi 14 sang 18 ạ. Chị Trung Vũ Thị đổi 14 sang 18 ạ. 14 là cái gì nhỉ? Không nhớ luôn. Áo. Áo trở về à? Áo em đang mặc này, em còn size M em đang mặc. Em còn mỗi M và L thôi. Áo em đang mặc 780.000, em còn mỗi M và L thôi. Áo này chị yêu đào lấy thì nhanh tay này. Áo này của em Nga, em đang đặt để em có thể về lên cho các chị yêu mà không có hàng. Em nói thật sự luôn, cái hàng này quá là đẹp, quá là sang. Những chị yêu nào nhận được áo này của em Nga mặc thế nào các chị yêu? Không bao giờ lỗi mốt với thời gian luôn. Hàng này của em Nga thì nó là hàng siêu phẩm luôn rồi. Áo này chị yêu nào lấy thì cứ chốt đơn cho em Nga. Mã cho em Nga là M9 giúp em Nga. Mức giá cho em Nga là 780.000 cho áo em đang mặc. Em chỉ có M và L thôi. M là em đang mặc dành cho các chị yêu dưới 55 cân đổ về em chốt đơn. L là dưới 60 cân em chốt đơn nhé. Còn các size lớn thì em chưa có về được, nên chị yêu nào lấy chốt đơn. Áo thì em chỉ còn sẵn vài chiếc thôi. Đã, còn quần em đang mặc này, nó là một chiếc quần của DBA. Nó nỉ hàng DBA. Quần này là quần cốt tông dày nhá của DBA, form phiên bản mẫu mới nhất. Mai em sẽ up trả ảnh cho các chị yêu. Chị yêu nào đang muốn kiếm tìm cho em Nga một cái quần mã này cho em Nga là M9 thì nên đơn cho em quần là M9 này. Quần này của em Nga em có size SML. Em đang mặc quần này là size S các chị yêu nha. Quần này chị yêu nào lấy nên đơn cho em quần này, mức giá cho em Nga là 630.000 giúp em Nga. Quần em đang mặc là quần cốt tông dày nhá các chị yêu nha, không phải mỏng như đợt trước đâu ạ. Quần này là dày, mỏng thì hôm nào mà em về được bù các cái mẫu nào mỏng, bởi vì mỏng thì trong Nam ngoài Bắc các chị yêu đều mặc được cho em Nga. Còn cái này của em Nga thì nó dày dặn hơn, nhưng nó không phải là lỉ mà nó là cốt tông. Đấy ạ, nó là cốt tông nhưng cốt tông dày chứ nó không phải là lỉ các chị yêu nhá. Đấy ạ, của hàng của DBA. Hàng quần này của em Nga nó là quần của hãng DBA. Đây. Mã của nó này, mẫu mới nhất luôn ạ. Quần này em định lên đầu like đấy, nhưng mà quần này của em Nga là 6565, quần này em định lên đầu like. Nhưng mà nó về nó chen mất mấy mẫu rất là đẹp, cực kỳ sang xinh, nên em lên cuối like cho những chị yêu nào thích, các chị yêu có thể chốt ngay vào luôn cho em lúc này. Em có màu đen và màu trắng á. Màu trắng em đang mặc là size S, size S dành cho các chị yêu khoảng tầm 56 cân. 56 cân như em Nga đổ về là mặc cho em quần này được size S nhá. Size M 60-61 cân và size L dưới 66-67 cân đều mặc được cho em Nga cái quần này. 67 hoặc thậm chí 68 cân các chị yêu đều mặc được quần này cho em Nga. Nó là cốt tông, co giãn form rất là đẹp. Quần này đơn giản nhẹ nhàng nhưng mà rất là xinh luôn. Nó có một cái tag ở đây này, rất là xinh, giá 630.000. Gấu là gấu bao chun. Bao chun nhưng mà bao chun như thế này các chị yêu này, nên cực kỳ dễ mặc luôn. Nó không phải bao chun dày, nó rất là vừa phải luôn ạ. Mặc đi chơi được, mặc đi làm được, rất là khỏe khoắn, trẻ trung, năng động. Em mặc rất là đơn giản như thế này thôi, không cầu kỳ đâu ạ. Nhưng mặc lên nó rất là thích nha các chị yêu nhé. Mặc nhẹ nhàng, mặc như kiểu em lên nay em mặc cho các chị yêu cả cây này như em đang mặc chơi các chị ạ. Đấy ạ. Tại vì sao? Nó rất là thoải mái, dễ chịu, mặc lên nó rất là sang, đơn giản, nhẹ nhàng, cực kỳ xinh. Các chị yêu phối gì cho em cũng xinh luôn. Đây. Nên chị yêu là lấy thì chốt đơn nhá. Đấy ạ. Không cần cầu kỳ luôn các chị ạ. Bởi vì những cái dòng cao cấp như thế này này thì nó thiên về chất và thiên về form. Đấy ạ, chứ nó không thiên về kiểu dáng và màu sắc, cho nên là những chị yêu nào thích về chất thì các chị yêu lấy cho em Nga cả cây như em đang mặc. Đấy ạ, rất là chất luôn. Mặc là đã biết là hàng xịn luôn rồi. Đấy ạ, áo của em Nga là 780.000, quần của em Nga là 630.000. Hàng của hãng DBA là quần, còn áo này của em Nga thì nó là hàng thương hiệu rồi. Áo này thì các chị yêu thường hay mua vào trong các cái trung tâm thương mại hoặc showroom thì các chị yêu có thể dễ mua hơn. Còn nếu mà các chị yêu mua trên thị trường mà tìm vào các cái shop lớn của Hà Nội cũng chưa phải là nơi nào cũng có thể có đâu. Nên chị yêu là lấy thì chốt đơn nhé, comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn. Áo em còn ML, quần thì em có hai màu trắng và đen, đủ size SML 3 size, 67 cân đổ về em chốt đơn, 68 cân các chị yêu cũng mặc được. Đấy ạ, nên chị yêu là lấy chốt đơn. M9 cho chị Hồ Phụng đúng không? Ok, chị Hồ Phụng một áo 19 cân chốt đơn này. Áo em đang mặc là kẻ nâu nha. Đấy ạ, nên chị yêu nào lấy thì cứ comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn. Còn chắc là bây giờ thì em sẽ dừng like tại đây các chị yêu nhé. Đấy ạ, chị yêu nào mà yêu thích những sản phẩm gì thì em chốt đơn. Đấy, các chị yêu nào yêu thích sản phẩm gì bên em nữa thì có thể chụp ảnh màn hình gửi qua inbox giúp cho em Nga. Còn bây giờ em thấy khá là muộn rồi, hẹn các chị yêu vào ngày mai đi ạ. Đấy ạ, em lên cuối like một chút xíu cho cả một cái cây như thế này. Chị yêu nào yêu thích thì cứ comment cho em Nga. Đấy ạ, mai mà còn thì em sẽ lên đầu like. Đấy ạ, còn nếu mà các chị yêu nào mà chốt cuối nào hoặc inbox nhiều rồi thì em sẽ sẽ chuyển sang mã khác các chị yêu nhé. Đẹp quá. Đấy, rất là đẹp luôn, sang, đơn giản. Nói chung quần này quá đỉnh luôn cho em Nga rồi. Cái quần của hãng DBA thì không cầu kỳ luôn, mặc nó rất là chất luôn ạ.
khỏe khoắn trẻ trung. Quần này của em nó là cốt tông dày các chị yêu nhé. Hàng này là cốt tông dày, cốt tông mỏng thì nó rẻ hơn 10.000, cốt tông dày thì em nhập hơn đắt hơn 10.000 đấy á. Nên em cũng chỉ lấy giá tăng lên đúng 10.000 thôi. Chị yêu là mua quần nhà em Nga dễ biết giá lắm luôn đã. Nên chị yêu là lấy chốt đơn cho em nha. Quần rất là đẹp đấy. Các chị yêu nhìn kỹ cái cả quần cho em nha. Hàng chính hãng của Diva, form của nó rất là đẹp. Em đang mặc màu trắng, quần em có hai màu đen và trắng nha. Rồi bây giờ thì chắc là em xin phép dừng live tại đây. Cảm ơn các chị yêu rất là nhiều. M5 màu xanh cho chị Nguyễn Lan này. Ok ạ, M5 màu xanh là áo đúng không? Rồi ạ, cảm ơn các chị yêu rất là nhiều nhá. Bây giờ em xin phép dừng live tại đây. Các chị yêu nào ưng mẫu gì có thể xem lại live và chụp ảnh màn hình gửi qua inbox giúp em nha. Còn lại thì em sẽ hẹn các chị yêu ngày mai lên cho các chị yêu một số những cái mẫu khác tiếp theo. Cảm ơn các chị.